Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 422 của truyện Thiên Đạo Đối Thư Quán, mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 3845, 3846, Hóa Long Trưởng. Lưu Dương Khôi hiểu tông chủ nhíu mày Cái tên này có vẻ như chưa từng nghe quá Cứ vào xem đi Biết bên ngoài họ nhiều hơn nữa Thì cũng lại chẳng biết rõ ràng bằng đi vào Sau một khắc họ đã đi tới địa phương Thông Thần Điện Thi đấu công khai Quả nhìn thấy một thanh niên đứng ở trên đài Nhìn quanh một vòng Còn có ai muốn cùng với ta tỉ thí không Bốn phía im lặng Đối phương đã liên tục khiêu chiến mười mấy trận ngay cả đệ tử hạch tâm xếp hàng đầu tiên của thất tình lâu cũng đã bị đánh bại mọi người đã biết thực lực của hắn hiểu khẳng định không cách nào có thể thắng được cho nên không ai dám tiếp tục được rồi ta sẽ đi thử một chút hồng vũ trưởng lão nhướng mày vừa mới khiêu chiến tất cả trưởng lão hoàn toàn thắng lợi trong cơ thể hắn chiến ý đang nồng cẩn thận một chút đó khôi hiểu tông chủ bàn giao báo danh rất mau tới đài tỷ thí Hồng Vũ trưởng lão nhìn đối thủ trước mặt. Đây là một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, có điều thông thần điện đều có thể ngụy trang được, nhìn như vậy không thể nào phát hiện ra đó là ai. Nhưng dưới tình huống bình thường, người trẻ tuổi rất ít khi ngụy trang thành một lão giả, còn lão giả cũng lại chẳng thích ngụy trang thành người trẻ tuổi. Hiện tại hình dạng của đối phương thoạt nhìn không có đủ 20, bản thân hắn chắc chắn là cũng chẳng lớn tuổi lắm, chắc chắn không thể nào vượt qua 50 được. Tại hạ thất tinh lâu hồng vũ, không biết có phải cùng với các hạ trước kia đã có quen biết hay không Nhịn không được truyền âm qua hồng vũ thanh niên lắc đầu không biết hồng vũ trưởng lão xứng sờ mặc dù hắn không có bằng khôi hiểu tông chủ thân là ngụy thần danh chấn thiên hạ nhưng mà cũng là một nhân vật danh khí cực kỳ lớn trong toàn bộ thất tinh lâu toàn bộ bích viễn thành hầu như không ai có thể không biết người người không hiểu cái tên trước mắt này như vậy mà nói không hề biết Vậy không lẽ hắn không phải là người Bích Viễn Thành? Thấy hắn không tin, thanh niên đối diện trần trừ một lát, trên mặt lộ ra vẻ dầu dĩ. Chỉ cần ngươi xác định, một lát nữa ngươi thua, đưa lại cho ta 2.560 thông thần tệ. Ta sẽ nói quen biết ngươi cũng được. Thì đấu công khai, khiêu chiến đến 10 người thắng liên tiếp, thông thần tệ của hắn không hề tiếp tục gấp bội. Nói cách khác, cái thứ 10, 11, 12, thậm chí về sau tới khiêu chiến đều sẽ nhất nhất chỉ là thua có 2.560 thông thần tệ thôi. Liên tục chiến thắng 14 trận rồi, Trường Huyền hiện tại đã kiếm lấy 15.353 viên thông thần tệ, khoảng cách đến 2 vạn cực kỳ tiếp cận. Động thủ đi! Lồng mi chớp chớp, Hồng Vũ trưởng lão vùng tay. Người đừng có mà tán gẫu nữa. Quen biết thì quen biết, không quen biết thì không quen biết. Thế nào, ta lại còn xin ngươi phải biết ta sao? Mấu chốt nhất là lại có thể thua hai ngàn thông thần tệ. Ngươi xác định là ta sẽ thua. Lời nói nhảm, thân thể run lên, đã xuất hiện trước mặt đối phương, năm ngón tay mở ra, lăng không đập xuống. Vô hoa trưởng, tiền lực tập hợp, tựa như từng cái cây dây leo, lan tới thanh niên đối diện. Dù rằng tu vi đầy thấp đến chân tiên cảnh, nhưng mà vô hoa trưởng của hắn vẫn lại thi triển ra uy lực rất mạnh, dây leo đầy trời sóng biết cuồn cuộn không có hoa tươi không có phong mang lại làm cho người ta rơi vào bên trong tựa như ác mộng cuốn lấy không cách nào có thể chạy trốn không dễ không hoa trong hư vô mà tới trong hư vô mà đi trước đó còn có thể từ bên trong tất cả trường lão trổ ra hết tài năng dựa vào chính là vì chiêu này ồ cũng được đó nhìn thấy chiêu số của đối phương trường huyền gật đầu liên tục đánh mười mấy trận rồi võ kỹ của cái vị trước mắt này xem như đúng là mạnh nhất đồng dạng một trưởng tiến tới đón. Cùng cấp bậc, căn bản không cần phải có thiên đạo thư viện, tiện tay đã có thể phá giải. Trưởng lực hạ xuống, tựa theo mang theo hỏa diễm, dây leo đầy trời đã bị thiêu đốt. Đồng tử của Hồng Vũ trưởng lão co rút lại, muốn lùi về phía sau. Ngay sau đó cảm thấy thân thể giống như bị một cỗ lực lượng nào đó đặc thù dính chặt, không cách nào có thể chạy trốn. Đầu vỡ ra, thi thể lại nằm dài trên mặt đất. Ơi, à, được rồi, còn có ai hay không? Đánh giết cái tên này rồi, lại phát hiện ra tài sản bản thân quả nhân nhiều thêm 2.560 thông thần tệ. Trường huyền thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó lần nữa lại nhìn quanh. Đã có 17.915 thông thần tệ, chỉ cần lại vượt qua một người nữa, đã có thể dư hai vạn rồi. Hồng Vũ thua, nhanh như vậy. Khôi hiểu tông chủ, đại trường lão nhìn nhau, tất cả lại hít khí lạnh. Hồng Vũ trưởng lão vừa mới khiêu chiến toàn bộ trường lão bên trong tông môn, chưa bại một lần nào, Đối mặt với cái tên này Một quyền đã bị đánh giết Tên này đến tổ cùng là ai? Chắc là không phải đệ tử của thất tinh lâu Nếu như không khẳng định chúng ta phải biết rồi Khôi hiểu tông chủ cũng cao mày Đối phương có thể đi vào bên trong chân tiên cảnh thông thần điện Chứng minh tu vi của hắn chân chính nhất định phải đạt tới chân tiên cảnh Ở bên trong thất tinh lâu thấp nhất cũng là đệ tử hạch tâm Hồng vũ trưởng lão không phải là đối thủ Hạch tâm mà xếp hàng đầu tiên mạnh hàm cũng dễ dàng bị chém giết nếu như mà Thất Tinh lâu thực sự có cái dạng cường giả đó, khẳng định đã sớm bộc lộ ra tài năng, không có khả năng chẳng có tiếng tăm gì. Lưu Dương sao? Suy nghĩ thật lâu, trong ấn tượng của hắn không thể nào có cái tên đó được. Vậy được, ta qua đó thử một chút. Thấy không còn ai tiến lên nữa, đại trưởng lão dừng lại, đi lên trên đài cao. Tuổi của hắn đã sớm vượt qua 100 tuổi, đơn thuần tu vi mà nói, vượt xa Hồng Vũ trưởng lão đối phương thất bại, hắn lại muốn thử xem hắn có thể đánh bại thanh niên trên đài này hay không. Được rồi, bắt đầu đi. Thấy lại con người tới, Trường Huyền thở ra một hơi. Hắn lại sợ nhất là kém cái cuối cùng lại không có ai dám ra tay nữa. Như vậy làm sao có thể gom góp đủ thông thần tệ? Còn vì sao lấy cái tên Lưu Dương? Hắn thích chính là cái loại hình ta rất biết điều, ta rất tuấn tú nhưng mà rất dễ dàng bại lộ ra dù sao cái tên Trịnh Dương đã từng dùng qua rồi, cũng lại không thèm để ý dùng tên Lưu Dương. Chỉ cần không phải là Triệu Nhã hay là ngụy Như Yên vậy là được rồi. Trực tiếp dùng so với đặt tên dễ dàng hơn nhiều. Bắt đầu. Thất tình lầu đại trưởng lão gật đầu, lồng mày dương lên, hai tay đại khai đại hợp. Trong nháy mắt, trên không xuất hiện mấy chục hình bóng bàn tay, kết nối chung một chỗ, tựa như là xiềng xích. Hóa long trưởng. Theo như truyền thuyết, chiều này thì chuyển ra đến Đại Thành, trường lực có thể hóa thành thần long hủy thiên diệt địa để cho người ta khó lòng chống lại. Không sai, không nghĩ tới mấy năm không có cùng với hắn tỷ thí đã tu luyện tới cái loại tình trạng như vậy, khoảng cách Đại Thành đúng là không xa. Khôi hiểu tông chủ âm thầm gật đầu. Từ khi đột phá Ngụy Thần Cảnh, rất ít cùng với Đại trưởng lão tỷ thí, bởi vậy không biết đối phương tu luyện đến loại cảnh giới gì. Nhìn thấy chiều đó, lại nhịn không được khen ngợi. Hóa Long Trường chính là một trong mấy võ kỹ khó tu luyện nhất của Thất Tinh lâu, lại có thể thi triển ra thành như vậy, cùng cấp bậc xem như chính hắn, muốn vượt qua cũng lại chẳng có hoàn thành được chắc chắn. Đáng tiếc, tuổi tác đã vượt qua 100, nếu như không, Hồng Vũ trưởng lão khẳng định không cách nào có thể vượt qua. Hắn lắc đầu, muốn trở thành ngụy thần, đơn thuần tu luyện là không thể nào làm được, coi như thiên tư lại cao hơn chắc chắn là không được, biện pháp duy nhất đó chính là thông thiên kiều, thần điện. Hắn có thể đi đến cảnh giới như bây giờ cũng bởi vì trăm năm trước được tiến vào bên trong. Hồng Vũ trưởng lão, dù rằng tu vi không tệ, thiên phú cũng rất cao, thất tinh lâu cùng cấp bậc không người nào có thể địch lại, nhưng mà hắn năm đó vẫn là kém xa một chút. Chứ nói chỉ là đại trưởng lão bây giờ. Chỉ đáng tiếc, đại trưởng lão tuổi tác đã vượt qua trăm tuổi, coi như cùng cấp bậc rất mạnh, cũng không cách nào có thể đi vào bên trong thông thiên kiều. Sáu đại tông môn cũng chỉ có mỗi lăng vân kiếm các tốt hơn một chút. Nghĩ đến điều này, hắn lần nữa cảm khái. Người bên trong sáu đại tông môn, mục tiêu lớn nhất chính là đi vào bên trong thần điện, cướp đoạt lấy một chữ thần. Đoạt chữ cũng không thể nào chỉ để cho tông môn trở nên cao hơn được nữa, mà nghe chắc chắn là êm tai hơn. Trọng yếu nhất là có cái chữ thần mới có thể đột phá ngụy thần được. Tông môn không có chữ, chỉ có thể mượn nhờ thông thiên kiều trăm năm mở ra một lần nếu như không dù rằng trong môn phái thiên tài nhiều hơn nữa thiên tư có mạnh hơn cũng lại chưa chắc đã có khả năng đi đến ngụy thần khai phái tổ sư lăng vân kiếm các từng bên trong thần điện cướp đoạt được nửa chữ bởi vậy lăng vân kiếm thần quyết của bọn họ tu luyện cực hạn hoàn toàn có thể đột phá đến tiên quân ràng buộc trở thành tựu ngụy thần dù rằng tỷ lệ không lớn nhưng mà đại biểu cho rất nhiều hy vọng không có giống với thất tinh lâu bọn họ cùng với những tông môn khác lợi hại hơn đi chăng nữa cũng không thể nào làm ra còn về phía thông thần điện. Tổng bộ ở chỗ nào, cường giả là ai, không ai có thể biết. Nhưng lại có thể khẳng định, năm đó khổng sư điện chủ có thể cướp đoạt một chữ, trong đó khẳng định có thể sinh ra được cường giả ngụy thần cảnh, thậm chí có khi mạnh hơn. Những suy nghĩ này bên trong đầu cấp tốc xoay tròn, lần nữa hắn ngẩn đầu nhìn lại đại cao. Đại trưởng lão thi triển ra hóa long trường, cả người tựa như du long, thân ảnh cấp tốc không thấy dấu vết. Mọi người giống như thấy được một cự long vắt ngang ở trên đài, không ngừng bơi lội, đủ những loại công kích bốn phương tám hướng để cho người ta không kịp nhìn. Ừ, lợi hại đó. Ánh mắt Trương Huyền ngừng lại. Quả nhiên, không thể nào coi thường bất cứ một người cao thủ nào. Trước đó liên tục chiến đấu đến mười mấy trận, cảm thấy cao thủ Bích Viễn Thành này đúng là chẳng có gì ngoài như vậy, khó tránh khỏi sinh ra lòng khinh thị. Hiện tại xem ra cũng không phải là như hắn nghĩ. Không nói mặt khác, chỉ nói trường pháp của đối phương hơi có chút không cẩn thận liền lại có khả năng thua mất vẫn không dùng thư viện mình lý chỉ nhán nhúc nhích rất màu, hắn đã nhìn ra sơ hở bên trong chiêu số này lồng mày dương lên chập ngón tay làm kiếm bỗng nhiên đầm tới vì phòng ngừa tiết lộ chiều này không thi triển ra thành thần chi kiếm ý bất quá cũng lại sử dụng thiên đạo kiếm pháp một kiếm đầm ra giống như là thiên ngoại phi tiên không một chút nào dấu vết không một chút chiều số cũng giống như là linh dương móc sừng vừa xuất hiện liền đã rơi vào bên trong vị trí tiến lên của hóa long trường. Dù lòng ở trên không giống như bị cái gì đó thu hút, theo kiếm khí cấp tốc hướng về phía trước. Trường huyền cười nhạt. Chiều này chính là hắn nhớ tới viên trưởng lão dùng bắc hải long châu trêu đùa giao long, biểu lộ ra cảm xúc, tiện tay sáng tạo. Lấy kiếm khí hội tụ thành long châu, Trường lực hóa long trường quả nhiên nhận thu hút, không bị đối phương khống chế. Đi. Kiếm khí lắc một cái, hóa lòng trưởng theo sát. Một tiếng bùng nổ kịch liệt, toàn bộ lôi đài không ngừng lai động. Đại trưởng lão hiển nhiên không hề nghĩ tới trường lực của mình sẽ bị kiếm khí của đối phương thu hút mà thoát ly khống chế. Đang khiếp sợ, ngay sau đó cảm thấy nơi cổ họng đau nhất. Vội vã cúi đầu, lại nhìn thấy kiếm khí của đối phương chẳng biết từ khi nào đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Thủ đoạn công kích quá là lợi hại. Kiếm của hắn cũng rất nhanh. Trong cổ họng phát ra thanh âm lục cục, trong nháy mắt tràn đầy sự khó tin, thi thể của đại trưởng lão ngã trên mặt đất. đến trước khi chết, hắn không dám tin, tuyệt chiều lợi hại như vậy của hắn lại bị một đạo kiếm khí của đối phương nhẹ nhõm phá giải. điều này, thân thể khôi hiểu tông chủ lại cứng đơ, dùng động to lớn để cho hắn nói không ra lời. một chiều phá giải hóa long trưởng, hơn nữa còn đánh chết đại trưởng lão, vị này đến tu cùng là ai? tu vì thế này, ta mà đi lên lại có thể chiến thắng hắn sao? Hết chương. Chương 3847, lựa chọn kiểu chết. <laughs> Cuối cùng cũng đủ rồi. Nhìn trên cái thẻ đã vượt qua hai vạn thông thần tệ, Trương Huyền tràn đầy vui sướng. Thế mà còn tưởng rằng bày ra thực lực quá mạnh sẽ để cho tu luyện giả bên trong thông thần điện cảm thấy sợ hãi, không dám tiến lên. Giờ phút này xem ra đúng là hơi cả nghĩ. Vẫn là có rất nhiều người tốt à vậy có tiếp tục tiến hành khiêu chiến hay không có một vị trường lão thông thần điện chịu trách nhiệm đài tỷ thí nhìn qua hắn được rồi không cần nữa trương huyền mỉm cười xua tay hắn muốn đi xuống dưới đài khoan đã sau đó một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn ta muốn cùng với ngươi tỷ thí đó chính là khôi hiểu tông chủ đứng ở phía dưới đại trường lão cũng đã bị đánh bại đưa tới lòng hiếu thắng của hắn Ai biết cái tên này vừa mới báo xong Liền phát hiện ra đối phương không có muốn so nữa Hắn kìm nén không được lại nhảy dựng lên Ờ à, Bây giờ ta còn có một chút việc Tiền đã gom góp đủ rồi Bây giờ hắn chẳng còn động lực nữa Trường huyền tùy ý khoát tay áo Ngươi có thể so lại với ta đây Ta muốn nhìn một chút tu vi chân chính của ngươi Đến tổ cùng là cao bao nhiêu Hai tay chấn động Tiền lực xông ra Muốn bao phủ đường đi Lông mày khôi hiểu tông chủ nâng lên Đối phương đã nhẹ nhõm đánh bại Hồng Vũ Trường Lão cùng với Đại Trường Lão. Trong lòng hắn không khỏi, toát ra ý nghĩ đặc biệt. Không rảnh. Trường Huyền lắc đầu. Vẫn là mau chóng đưa tiền qua đây, cùng với thất tình lâu chung một chỗ đi tới Trục Tinh Hải. Không có rảnh ở chỗ này chậm trễ với người. Mau chóng động thủ. Khôi hiểu tông chủ hồi lạnh, bổ xuống một trường. Mặc dù trường pháp của hắn không có khí thế giống như hóa Long trường, lại vô cùng tinh diệu phảng phất như là một chiêu ép trường huyền không thể nào không phản kích, không thể nào không hoàn thủ. hơi trần trừ một lúc thì sẽ bị thương ngay. trường huyền nhíu mày nhích qua một bước nhỏ, chỉ đúng một bước nhỏ đó, khôi hiểu tông chủ công kích lập tức bị hóa giải thành vô hình. hào công phu. con mắt khôi hiểu tông chủ sáng lên, khó trách hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại đại trưởng lão. đơn giản như vậy liền đã phá giải công kích của hắn, hóa mục nát thành thần kỳ xem như chính hắn cũng lại không kịp chuẩn bị. Đội lại phía người ngoài, khẳng định sẽ cảm thấy đây chỉ là nhích một bước nhỏ mà thôi, không đến mức kinh hoàng như vậy. Nhưng thân là người thi triển ra trưởng pháp, hắn biết rõ vừa rồi một chiêu đó, liên tiếp sau hết thảy là có 136 loại biến hóa, đều có công kích đối ứng để cho hắn rơi vào bên trong thế yếu, không có khả năng cứu vãn. Đối phương bước ra một bước này, vừa vặn không bên trong những biến hóa đó, thậm chí vừa khéo bước vào chỗ chiêu số vận chuyển để cho lực lượng của mình không cách nào có thể quán triệt chiều số một cách tự nhiên liền đã bị phá giải tránh thoát được tấn công phá giải được chiều số một động tác nhẹ nhõm mà hoàn thành đối phương lý giải chiến đấu cùng với vận dụng quả thực nghe rợn tóc gáy nếu như người cứ khăng khăng muốn tỷ thí mà nói vậy thì thua phải bồi cho ta hai 560 thông thần tệ thầy đối phương lần nữa thì chuyển ra chiều số không để cho hắn rời đi trường huyền nhíu mày nói vốn đang sợ bản thân quá mạnh, sợ đến mức độ người ta phải chạy mất, không kiếm được một chút tiền nào. Không nghĩ tới cái tên trước mắt này lại tốt như vậy, nhất định muốn liều hắn lại để mà cho tiền. Nếu người có thể thắng, ta sẽ cho người một vạn thông thần tệ. Khôi hiểu tông chủ hừ lạnh. Thông thần tệ mà thôi, thân là một tông chủ, sống tiếp cận đến 200 năm, gom góp tích lũy của hắn chẳng biết là bao nhiêu nữa. Chỉ cần đối phương nguyện ý tỉ thí, tiền không phải là vấn đề. Sao? Người cho ta một vạn. trương huyền ngẩn ngơ. Ta làm sao mà không biết xấu hổ như vậy được? Bình thường tỷ thí, hắn chỉ có thể kiếm đến 2.560 thông thuần tệ. Cái người trước mắt này thoáng cái lại muốn cho hắn bốn lần nữa, để hắn có một chút không biết phải làm thế nào. Cứ thắng ta đã, rồi nói chuyện sau. Thấy cái tên này, một bộ bản thân mình thắng chắc, sắc mặt khôi hiểu tông chủ lại tái mét. Tức giận thực sự là muốn nổ. Quá tháo một tiếng, trường lực như gió. So với vừa rồi, tăng nhanh gấp đôi. Nhẹ nhàng lay động, trường huyền mỗi một chiêu đều lại né tránh. Đồng thời vịn cái cầm, nhìn qua. người thua nhiều như vậy, ta cũng lại chẳng chiếm tiện nghi của ngươi. Như thế này đây, người có thể lựa chọn một loại phương thức bị đánh bại. Cái gì? Khôi hiểu tông chủ ngẩn người, thiếu một chút nữa thì ngất. Ngươi lại còn để cho ta lựa chọn một loại phương thức bị đánh bại sao? Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ người đây là ý tứ liền nhất định đã có thể thắng ta? Hơn nữa còn có thể tùy ý lựa chọn phương thức đánh bại ta? Lại nói đùa. Ngươi không cần phải quá mức vui vẻ đâu. Thực lực của ngươi khá là mạnh đó. Phương thức đánh giết ngươi có thể để cho lựa chọn đúng là không nhiều. Thấy hắn biểu lộ ra có vẻ không đúng, Trường Huyền lại cười cười giải thích. Khách hàng chính là Thượng Đế, Ai bảo đối phương một mạch đã lấy ra hơn một vạn chứ? Trong cái thời đại khó khăn này, liều chính là phục vụ. Tự nhiên phải cho đối phương hưởng thụ không có giống như vậy. Không, không nhiều. Răng sắp cắn đến nát, khôi hiểu tông chủ thực sự là muốn điên. Nghe cái khẩu khí của người, ta mạnh như vậy, người còn có mấy cái loại phương pháp để mà đánh bại ta sao? Được, thế thì tốt. Ta ngược lại lại muốn xem xem, người làm sao có thể đánh bại được ta. Buồn bực, đang muốn nói chuyện, thành niên đối diện lại mở miệng lần nữa. Ừ, đúng như vậy, đại khái là 173 loại. Có là một quyền bể đầu, một trưởng nát đầu, kiếm khí đâm xuyên yết hầu, một chân đá vỡ trái tim. Nói thì đơn giản hơn một chút, có vật lý công kích chém giết, cũng có phương diện tinh thần chém giết. Vậy không biết là ngươi thích cái loại nào, đều có thể để cho ngươi thỏa mãn được. 173 loại Khôi hiểu tông chủ lấy phun ra lão huyết Vốn lại còn cho rằng một hai loại Đã là quá nghịch thiên Người lại còn mở mồm ra Nói bao nhiêu như vậy Người đây là nghiêm túc Ở trên cái đại lục này có thể vượt qua được ta Có thể đếm được trên đầu ngón tay Cho dù là cùng cấp bậc cũng lại không quá nhiều được Vừa cùng với hắn chiến đấu Một bên để cho hắn lựa chọn phương pháp bị giết Chỗ nào mà xuất hiện cái tên gia hỏa này chứ Người có bản lĩnh Một chiêu giết chết ta lười cùng với đối phương dài dòng song trưởng đồng thời lăn mình đè về phía trước đây chính là võ kỹ mạnh nhất của hắn bồn lôi ách vân song trưởng lật qua lật lại tựa như một tiếng sấm thi triển đến đại thành sấm xét có thể bị một trường đánh tan đám mây cũng có thể bị kìm lại chiều này hắn không dễ dàng thi triển cùng cấp bậc trong môn phái không người nào có thể chặn lại một đòn cái tên trước mắt này thực sự là quá cuồng vọng đây nhịn không được hắn thi triển ra luôn hai bàn tay tựa như hai ngọn núi lớn nghiền ép mà tới không gian bốn phía tự như bị giam cầm người thì bị bao phủ mạnh hơn nữa cũng không thể nào tránh né sao người lại muốn một chiều chết luôn sao vậy thì đơn giản rồi Thành niên đối diện phẳng phất như lại không nhìn thấy chiều này quá mạnh mẽ hắn chỉ cười đột nhiên lại ra tay bàn tay của hắn cứ mềm mại và vô lực cũng giống như là một làn gió nhẹ lướt qua bồn lôi ách vân ngay cả mây cũng có thể ngăn chặn nhưng mà không kìm được gió giờ phút này đối phương giống như là một làn gió mát núi lại còn cao hơn lại còn cứng rắn hơn cũng có thể nhẹ nhõm bay đến phía trên không thể nào ngăn chặn hai bàn tay vẫn còn chưa tới trước mặt đối phương tay của đối phương đã đi đến trên đầu hắn khôi hiểu tông chủ chỉ cảm thấy mặt mày tối sầm sau một khắc cây đầu của hắn rơi về phía lồng ngực còn thi thể thì ngã trên đất hay à, còn có một người hy vọng bị một chiêu của ta giết chết sao? Đúng là một cái yêu cầu kỳ quái. Chụp cái đầu vào ngực, Trường Huyền nói không nhiều, lắc đầu lại đi xuống đài tỉ thí. Nói thật, thực lực của người này đúng là không tệ đâu, không vận dụng thư viện tạo thành cho hắn áp lực nhất định. Bất quá, bị một cường giả thần điện phục kích để cho hắn lý giải chiến đấu lần nữa sâu hơn không ít, cho dù là không có mượn thư viện cùng với cấp bậc hầu như chẳng người nào có thể chống lại được. Đó mới chính là vốn liếng cùng với dựa dẫm mà hắn dám đến tham gia thi đấu công khai. Hết trường. Trường 3848, 3849, có bằng lòng trở thành trường lão hay không? Thông thần điện, hiện thực Mau nhanh tra ra một chút, vị này đến tụi cùng là ai? vẻ mặt trắng bệch còn một lão già nhìn về phía phục vụ viên bên người hắn chính là vị trưởng lão thông thần điện đáp ứng cho trương huyền hơn nữa yêu cầu hai vạn thông thần tệ vừa rồi hắn nghe được tin tức đi vào bên trong thông thần điện gia lập tận mắt trông thấy đối phương một người một trường thắng liền đến 16 trận một điểm tổn thương mà không hề có mặc dù không biết đằng sau lại tới bao nhiêu người là đại trưởng lão cùng với tông chủ của thất tinh lâu nhưng mà căn cứ đối phương thi triển ra võ kỹ cùng với thực lực chiến đấu vẫn có thể đoán ra được một ít nói cách khác có người của bích viễn thành thông thần điện một người quét ngang toàn bộ thất tinh lâu. Tổng chủ ngụy thần cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Chuyển đi bên ngoài, tuyệt đối sẽ lập tức nhau đến lật trời. Trường lão, đối phương dùng một loại trận pháp nào đó, ngăn cách tin tức. Chúng ta chỉ tra ra được khả năng hắn bên trong tinh thất thông thần điện. Nhưng mà cụ thể là ai, không thể nào biết được. Phục vụ viên dừng lại một chút, hồi đáp. Bắt đầu khiêu chiến, bọn họ đã dò xét chỉ tiếc đối phương phảng phất như là trước thời hạn biết được cử động của họ dùng trận pháp ngăn chặn khí tức phòng tòa thông thần ngọc phù chỉ có thể tra ra phạm vi đại khái chỗ này hết thầy có hơn một vạn ba ngàn tính thất hiện tại tra ra ngay cho ta người bên trong là lúc nào đi vào chân tiên cảnh trở lên có bao nhiêu vị trong đó ai tên gọi là lưu dương trưởng lão tiếp tục nói bao nhiêu người như vậy dù rằng điều tra ra khả năng quá nhỏ nhưng mà vẫn có thể mau chóng thù nhỏ phạm vi sau khi tìm được hắn, hào hào mà tiếp đái, tuyệt đối không thể nào để cho hắn rời đây, lập tức tới bái kiến. Trưởng lão kia nói tiếp. Có thể cùng cấp bậc đánh bại tông chủ thất tinh lâu, người này nhất định không hề đơn giản, tuyệt đối không phải là hắn một người phụ trách thông thần điện nho nhỏ có thể đắc tội được. Phục vụ viên gật đầu, vừa định đi làm việc, liền nghe thanh âm phục vụ viên trước đó trước đài vang lên. Trưởng lão, vị bằng hữu vừa rồi muốn đi trục tinh hải đã tới tìm ngươi tìm ta sao Trường lão nhướng mày xua tay mang theo vẻ không kiên nhẫn nói cho hắn biết hiện tại ta không rảnh không có tiền không nên qua đây phiền ta việc cấp bách là mau chóng tìm tới cái vị cao thủ kia một cái tên tiểu tử chân tiên cảnh mà thôi không có đủ tiền ai cùng với hắn chơi chứ ờ à, hắn nói là <laughs> âm thanh của phục vụ viên tiếp tục vang lên bẩm báo trường lão hắn nói đã góp đủ thông thần tệ hiện tại hắn lại tới giao tiền cái gì gom góp nhanh như vậy trưởng lão kia sững sờ đột nhiên lại nghĩ đến điều gì cảm thấy đầu óc trong nháy mắt nổ tung còn mắt trợn lớn không lẽ nào là hắn nhanh nhanh mau chóng để cho hắn đi vào trần tiền cảnh phù hợp với điều kiện hắn nói là hắn muốn kiếm tiền để cho mình chờ một lúc sau đó thông thần điện giả lập liền đã có người tiến hành thi đấu công khai thắng liền đến mười mấy trận Bên kia đánh xong, bên này lại còn chạy tới Nói là tiền góp đủ rồi Thời gian này quá khớp Mấu chốt nhất là người trên đài kia Sau khi thắng liền 15 trận Lại nói tiền đủ rồi, không có đánh nữa Căn cứ tính toán Khi đó trong tay vừa vạn có hơn 2 vạn thông thuần tệ mà Số lượng tiền đó vừa khớp Trong lòng đang suy tính Ngày sau đó nhìn thấy thanh niên vừa rồi đi vào Vừa vào gian phòng, hắn đưa tới một cái thẻ Trong này đã có hơn 2 vạn thông thuần tệ đó vội vã nhận lấy trưởng lão kia tra xét một phen quả nhiên là có hai vạn thân thể siết chặt lại hắn hỏi vậy không biết các hạ đây xưng hô thế nào là thế này đã muốn ngồi tiên thú phi hành của thất tình lâu khẳng định chúng ta phải biết rõ họ tên lai lịch ừ cũng nên trương huyền gật đầu ta tên là lưu dương phù 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 Trưởng lão từ dưới đất lần nữa lại bò dậy, còn mắt chớp chớp, thực sự là muốn khóc à. Sớm biết cái tên này lợi hại như vậy, có đánh chết cũng lại không dám kiếm tiền của hắn à. Thoạt nhìn thì trông hết sức bình thường, tuổi tác cũng đâu có lớn. Lại là một người bưng toàn bộ thất tình lâu Không người nào có thể chống cự Vừa vừa rồi Thi đấu công khai Chính là ngươi sao Hắn lại nhịn không được hỏi Thì ngươi nói là cần hai vạn trong lúc nhất thời ta lại nghĩ không ra con đường nào kiếm tiền thật tốt vậy cho nên ta khiêu chiến một chút may mắn đối thủ đúng là không có mạnh lắm nếu như không khả năng chắc là ta không có thu được đủ đâu vừa rồi không có thi triển ra thần chi kiếm ý cũng lại không cho thấy thân phận tông chủ vạn thú môn vậy cho nên không có gì có thể phủ nhận được cũng không thể nào vì tránh né thần điện mà ngay cả một chút xíu năng lực cũng lại không muốn sử dụng á không mạnh lắm trưởng lão lùng lay thoáng đổ suýt một chút nữa thì hộc máu tươi đại trưởng lão tông chủ thất tinh lâu tất cả mà không gọi là mạnh sao thế cái gì mới gọi là cường giả à, sớm biết người có thực lực lợi hại như vậy tiền khẳng định là không có thu yên tâm đi hiện tại ta liền liên hệ đến thất tinh lâu xác nhận đối phương chính là cái tên gia hỏa vừa rồi bưng tất cả ổ thất tinh lâu của hắn hắn vội vã trả lời không phải là không muốn thu thẻ mà là không có dám thù của hắn. Nhân vật lợi hại như vậy đã không phải là hắn có thể đắc tội được. Lấy ra Ngọc Phủ đưa tin, một lát sau hắn nhìn qua. Tiền bối, thất tình lâu khôi hiểu tông chủ muốn đích thân gặp ngươi, chúng ta có thể đi qua đó. Báo chuyện vừa rồi, đối phương lập tức phát ra tin tức tới để cho hắn dẫn người đi. Lúc này chỗ nào mà không hiểu, trọng lượng của cái vị trước mắt này bên trong mắt đối phương không dám tiếp tục phí lời sừng hô cũng đã biến thành tiền bối vậy cũng được trường huyền theo hắn thất tình lâu cách thông thần điện không xa không tới 10 phút đồng hồ hai người đã tiến vào bên trong thiên su điện đại biểu cho chủ điện trong phòng khôi hiểu tông chủ đại trưởng lão hồng vũ trưởng lão đang ngồi ngay ngắn trong đó Thấy hai người này đi tới, tất cả ánh mắt lại tập trung trên người Trương Huyền. Bên trong thông thần điện giả lập, thân ảnh rất trẻ tuổi, vị này thoạt nhìn lại càng trẻ hơn, tính toán đâu ra đó, không có cao hơn 30. Không đến 30 tuổi, chân tiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa cùng cấp bậc, bọn họ không hề là đối thủ. Người chính là Lưu Dương vừa rồi bên trong thần điện, thắng liền 16 trận sao? Khôi hiểu nhịn không được nói. Hình dáng bên trong thông thần điện cùng với bản thân là khác biệt, cho dù là tận mắt trông thấy cũng không thể nào xác nhận được. Ừ. Trương Huyền gật đầu. Ta thực sự là có một chút sự tình, muốn đi trục tinh hải. Khôi Tông chủ, lại có thể tiện thể đi cùng với ta hay không? Ta sẽ dựa theo giá trị thị trường mà trả lại ngươi thù lão. Trên đường tới đây, trường lão trước đó đã cùng với hắn nói, vị trước mắt này chính là thất tinh lâu khôi Tông chủ đổi lại là trước kia nhìn thấy cường giả ngụy thần cảnh sẽ còn cảm thấy kinh sợ gặp qua hàn kiếm thu cùng với tần nguyên môn chủ lại còn thêm liên tục chém giết bốn vị tiên quân thần điện sau đó tiểu kê lại càng nuốt chọn một vũ khí cấp bậc này hắn đã sớm không còn tâm mang sợ hãi cái gì người cũng muốn đi trục tinh hải khô hiểu tông chủ nhíu mày nhịn không được nhìn tới vậy không biết lưu huynh đây là thiên tài của tông môn nào xin lỗi Ta kiến thức nông cạn, trước đó thực sự chưa từng có nghe qua tên ngươi. Trục tinh hải bài ngoại, cao thủ bình thường rất ít khi đi qua. Đối phương bây giờ lại còn chủ động muốn đi, liền tưởng đến thông thiên kiều bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Vị này sẽ không phải là một thiên tài bên trong tông môn nào đó muốn tới đó khiêu chiến chứ. Thực sự muốn như vậy, hồng vũ trưởng lão phía bên mình muốn chiến thắng thì sợ là quá khó tiên quân dù rằng tấn cấp không quá dễ dàng nhưng mà tập hợp lực lượng của một tông để cho hắn đột phá có lẽ chắc là không khó à ta chỉ là một tán tu trường huyền vội vã ôm quyền nói là lăng vân kiếm các rất dễ dàng bị người ta liên tưởng đến thần chi kiếm ý nói là vạn thú môn lại dễ dàng bị nghĩ tới là vị tân nhiệm tông chủ kia vậy còn không bằng cứ nói là tán tu đi tận lực khiêm tốn một chút kiếm các gây ra động tính quá lớn bị đuổi giết vạn thú môn gây ra động tính hơi lớn một chút cũng xuất hiện một màn đồng dạng hiện tại muốn làm chính là phải che kín mít không để cho người ta phát giác ra được một tia ồ tám tu ánh mắt khôi hiểu tông chủ sáng rực ngay sau đó nhíu mày vậy không biết là lưu huynh đây đi trục tinh hải là vì chuyện gì ừ có một chút việc tư Trường Huyền lắc đầu. À, việc tư. Lúc này Khôi Hiểu Tông Chủ mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu như là việc tư, chắc chắn chẳng có liên quan gì đến Thông Thiên Kiều. Hắn không phải là những người của Tông Môn khác. Lưu Huynh đây đã là tán tu. Vậy không biết người có hứng thú gia nhập thất tinh lâu chúng ta hay không? Ngừng lại một chút, ánh mắt Khôi Hiểu Tông Chủ lấp lánh nhìn qua. Sao? Gia nhập thất tinh lâu? Trường Huyền dững sờ. Làm sao đối phương lại cũng muốn hắn gia nhập chứ? Sau khi đi vào bên trong Bích Viễn Thành, một mực rất là biết điều mà. Ngay cả vừa rồi liên tục chiến đấu hơn 10 trận cũng chỉ là đánh thắng một ít tiểu nhân vật nho nhỏ thực lực không có mạnh mà thôi. Cái loại chiến đấu trình độ này, hắn là sẽ không có dẫn tới một vị tông chủ coi trọng hắn như vậy chứ. Không sai, chỉ cần ngươi trở thành trưởng lão thất tinh lâu chúng ta, thay thế thất tinh lâu cùng với người giao đấu một hồi, Ta có thể tập hợp tất cả lực lượng để cho ngươi trong vòng 10 ngày đột phá đến tiên quân đỉnh phong. Khổ hiểu tông chủ cười cười. Sao? Giúp ta đột phá đến tiên quân đỉnh phong. Đồng tử trường huyền co rút. Hắn gấp gáp đi trục tinh hải như vậy. Thứ nhất là bởi vì do xét ra sự tình thần huyết thạch. Thứ hai chính là muốn tìm công pháp tăng lên vu hồn, mau chóng đột phá tiên quân. Liên tục bị thần điện vây giết đến hai lần, xem như chính hắn cũng lại cảm nhận ra được áp lực nồng đậm nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực. Đi vào bên trong thượng thương đã hơn 20 ngày rồi, mới từ phá toái hư không sơ kỳ tấn cấp đến chân tiền đỉnh phong. Đối với những người khác mà nói, nhanh không gì sánh bằng, nhưng mà đối với hắn mà nói, thực sự là hơi quá chậm. Dù sao thời gian cùng với danh sư đại lục là khác biệt, hơn 20 ngày ở đây, người sau đã qua tiếp cận là một năm rồi. Không sai. Khổ hiểu tông chủ gật đầu. Đột phá tiên quân đối với bất cứ một chân tiên nào đều phải có lực lượng hấp dẫn không thể nào ngăn chặn. Vậy người nói giao đấu là cái gì? Cái này có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Trương Huyền dừng lại một chút nói. Thiên hạ đâu có bữa cơm trưa nào miễn phí. Để hắn đột phá tiền quân khẳng định không có dễ dàng như vậy. Đối phương bây giờ đáp ứng, làm điều kiện trao đổi, khẳng định không hề đơn giản. Yên tâm đi, chỉ là sáu đại tông môn liên hợp lại với nhau cùng một chỗ giao đấu. Tất cả mọi người là cấp bậc tương đồng, không nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ cần nhận thua, không người nào đuổi tận giết tuyệt. Khôi hiểu tông chủ nói. Hơn nữa, nếu như chuyện này mà làm tốt, vô cùng có khả năng kế thừa vị trí tông chủ, trở thành người cầm lái chân chính của thất tinh lâu. Hậu bối cường hãi nhất của sáu đại tông môn, tuyển chọn ra nhân viên đi vào bên trong thông thiên kiều, cơ bản đều là phải chạm tới liền thôi, bị thương cũng sẽ không, chứ nói chỉ là nguy hiểm. Còn đi vào bên trong thông thiên kiều khiêu chiến võ sĩ thần điện. Có rất nhiều cơ hội đột phá ngụy thần, tuy nguy hiểm nhưng một khi thành công rồi, kết quả không gì sánh bằng. Tựa như chính hắn, cùng với vạn thú môn tần nguyên môn chủ đi vào chỗ này mới đạt tới cảnh giới như bây giờ. Chỉ cần đột phá ngụy thần, vị trí tông chủ thất tinh lâu khẳng định chạy không thoát. Sao? Kế thừa vị trí tông chủ. Trương Huyền lắc đầu, hắn nhớ tới một việc, không khỏi mỉm cười nhìn qua. Cái này ta nghĩ là thôi đi. Chỉ cần ngươi nói giao đấu không nguy hiểm, ta trở thành trưởng lão thất tinh lâu cũng lại là không sao. Mặt khác, trở thành trưởng lão, tàng thư bên trong thất tình lâu chắc là cũng có thể xem chứ. Hết trường. Trường 3850, 3851, hắn có phải trương huyền hay không? Ừm. Đương nhiên. Khôi hiểu tông chủ gật đầu. Rất nhiều bí tịch của thất tinh lâu cũng có thể bán ra. Thần là trưởng lão, thậm chí có thể là tông chủ tương lai, tự nhiên có thể đi nhìn. Ờ, à, vậy không còn vấn đề gì. Ta đáp ứng. Trường huyền thở ra một hơi. Nếu như mà đối phương có thể giúp bản thân mình mau chóng đi đến tiên quân, với tất cả vấn đề quá là dễ giải quyết. Dù sao hiện tại, lăng vần kiếm các, bản thân cũng là một trưởng lão, đồng dạng cũng làm tông chủ của vạn thú môn, bây giờ chính là ngụy trang thân phận cùng lắm thì để cho thân phận đi qua giả mạo bản tôn vậy là được chỉ cần không phải là tông chủ trưởng lão phổ thông thôi mà vấn đề đâu có lớn thấy hắn đáp ứng khôi hiểu tông chủ lại thở ra một hơi còn lại dính dáng đến cơ mật của thất tình lâu trưởng lão thông thần điện tự nhiên không thể nào chờ lâu được xoay người cáo từ thấy hắn đã rời đi khôi hiểu tông chủ khẽ đào cổ tay có một bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay đây chính là một viên phá trướng đan tiên quân cấp, có thể để cho người tăng thêm 20% tỷ lệ đột phá tiên quân. Ta nhìn xem Người đã đạt tới chân tiên cảnh đỉnh phong, chỉ cần chuẩn bị cho kỹ càng, như vậy đột phá không khó. Đột phá tiên quân, đừng có mà xem chỉ là tăng thêm 20% tỷ lệ, nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói, đã có thiên đại hiệu quả. Huống chi đối phương cùng cấp bậc là vô địch, chứng minh lý giải võ kỹ cùng với công pháp vô cùng hơn người. Cái loại người này, cộng thêm đàn dược, đột phá căn bản chính là ván đã đóng thuyền. Bà, bà Đưa tay nhận lấy bình ngọc, Trường Huyền ánh mắt sáng rực. Tuy rằng chưa bao giờ được thấy qua, nhưng mà nhìn qua không ít sách, biết cái loại phá trướng đàn này chân quý đến mức nào. Đơn thuần một viên này, giá cả của nó không hề thua một vũ khí tiền quân cảnh. Dược vật trân quý như vậy, tiện tay đưa tặng, nhân tình lại có thể nói không hề nhỏ xem ra đối phương để cho hắn giao đấu nhất định là phải tận tâm lắm đây. Ừ, không cần phải khách khí. Trong tông môn còn có một tính thất do tính tâm thạch chế tạo ra. Trong đó tu luyện, tâm ma không sinh lại có thể đột phá tốt hơn. Nếu như lưu trưởng lão cần, ta hiện tại đã có thể cho người mang tới. Khôi hiểu tông chủ tiếp tục nói. Vậy thì không cần đâu. Ta chỉ là trên việc tu luyện hơi nghi hoặc một chút. Chỉ cần đọc đủ sách nghĩ ra biện pháp giải quyết, liền lại có thể thuận lợi đột phá. Vậy không biết là thất tinh lâu tàng thư khố nằm ở chỗ nào, ta có thể luôn đi qua đó xem hay không? Trương huyền lắc đầu. Tù luyện thiên đạo công pháp không có tâm ma, bởi vậy cũng sẽ không đụng phải phản phệ. Duy nhất xuất hiện đúng một lần cũng lại bị cái dây chuyền của lạc nhược khi đánh tan. Vậy cho nên, tính thất tính tâm thạch đối với hắn mà nói không một chút nào tác dụng, đi cũng không đi chắc chắn không quan trọng lắm đọc sách sao? Thế mà còn tưởng rằng cái vị trước mắt này đạt được đan dược sẽ lập tức dùng ngay, mượn cơ hội đột phá. Không nghĩ tới hắn vẫn muốn đọc sách, giải quyết nghi ngờ trong lòng. Khôi hiểu tông chủ nhịn không được gật đầu, cực kỳ vui mừng. Có thể nhịn được đột phá, tìm tới phương pháp thích hợp hơn, khó trách cung cấp bậc lại mạnh mẽ như vậy. Xem ra trước đó bản thân mình lo lắng hơi có chút dư thừa. Đại trưởng lão, người mau chóng mang lưu dương trưởng lão đi qua, nếu như cần, những tàng thư che giấu kia, hắn cũng có thể quan sát. Vâng. Đại trưởng lão gật đầu. Thất tinh lâu không chỉ là có tàng thư thuộc về tông môn mà còn có một số sẽ lấy ra đi đấu giá. Bán ra bên ngoài, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ tàng thư cực kỳ phong phú. Nhưng chỉ bất quá, tàng thư có thể bán ra, không ít đều lại dính đến những tông môn khác hoặc là bí pháp. Đệ tử hoặc là trưởng lão bên trong môn phái không cho phép quan sát sự xuất hiện sai lầm mảy may. Giờ phút này, đối phương tâm tính kiên định như vậy, đi xem một chút chắc là không sao. Đá bên trong núi khác có thể công ngọc, có lẽ có thể mượn cơ hội xung kích tiên quân thành công. Tàng thư khố ở bên trong thiên quyền điện, đi theo sau lưng đại trưởng lão, trực tiếp tiến vào bên trong. Được rồi, người cứ tùy ý mà xem, ta sẽ đi ra ngoài trước. Nói xong, đại trưởng lão xoay người đi. Trường huyền đi vào, ngẩng đầu nhìn lại. Cái tàng thư khố này so với lăng vân kiếm các càng rộng lớn hơn, thư tịch chắc chắn là nhiều hơn, đủ những loại công pháp rực rỡ muôn màu, không đơn nhất giống như là vạn thú môn cùng với kiếm các. Rất nhanh, tầng đầu tiên hắn thu sạch sẽ tất cả thư tịch vào bên trong óc. Ngay sau đó là tầng 2 và tầng 3. Sau 3 canh giờ, tất cả thư tịch bên trong tàng thư khố đã bị thu sạch sẽ vào bên trong thư viện. Công pháp tu luyện linh hồn chân tiên cảnh Nơi này đúng là có một ít Nhưng xa xa không có đạt tới các bậc thiên đạo Tìm ở giữa tính thất Ngồi ngay ngắn trong đó Trường huyền cẩn thận trải chuốt thư tịch vừa rồi vừa thu nhập Công pháp của thất tinh lâu dường như rất lộn xộn Thư tịch, chủ công Linh hồn lại chừng mấy trăm bản Nhưng mà vẫn chẳng cách nào có thể gom góp được các bậc thiên đạo Còn công pháp tiên quân cảnh Dù rằng nhiều hơn vạn thú môn cùng với lăng vân kiếm các Lại cũng chỉ có chừng 30 bản Cách thiên đạo không biết là xa bao nhiêu ai xem ra trong thời gian ngắn không thể nào đột phá được xoa so, mi tâm trương huyền thực sự là buồn bực xem ra trục tinh cung đó vẫn nhất định phải đi trương huyền bên này nhìn sách bên trong thiên su điện không khí cực kỳ ngột ngạt sao tông chủ đây là ý tứ là muốn cho một người ngoài đến bây giờ thay ta đi cùng những tông môn khác chiến đấu sao sắc mặt hồng vũ trưởng lão xanh mét. Ta không có phục. Ai, thông thần điện, người cũng chiến đấu, ngay cả một chiêu của đối phương cũng lại đỡ không được, người có gì mà không phục đây? Khổ hiểu tông chủ cao mày quát. Nhưng người xem, hắn không phải là người thất tình lâu chúng ta, vậy dựa vào cái gì thu hoạch được danh ngạch toàn bộ tông môn trăm năm một lần như vậy? Hồng vũ trưởng lão lắc đầu. Người này nói mình gọi là Lưu Dương Nhưng mà lai lịch thân phận cụ thể của hắn Tất cả cực kỳ mê đề Điều tra không ra Vạn nhất hắn là cường giả thần điện ngụy trang Chúng ta không phải là tự tát cái mặt mình sao Không có được Ta nhất định phải dạy dỗ hắn Để cho hắn nói ra mục đích chân thật của bản thân mình tới đây Biết đối phương tên thật gọi là Lưu Dương Hắn đặc biệt phái người tra xét Nhưng mà cho tới bây giờ Một chút tin tức hữu dụng cũng lại không có Giống như tên này đột nhiên xuất hiện dựa theo tình huống bình thường chân tiên cảnh đỉnh phong lực lượng chiến đấu mạnh mẽ giống như vậy không có khả năng bừa bãi vô danh không tra ra được thực sự để cho người ta không yên lòng dù sao thông thiên kiều quan hệ tương lai đến trăm năm của tông môn một khi xuất hiện sơ suất thất tình lâu có thể đứng hàng một bên trong sáu đại tông môn hay không cũng chưa biết chừng ta cùng với cường giả thần điện giao thủ qua công pháp và võ kỹ của hắn chắc chắn là không phải Khôi Hiểu tông chủ lắc đầu. Nhưng có điều, cái tên Lưu Dương này chắc là giả rồi. Ta đã để đại trưởng lão căn cứ hình dạng của hắn đi tra xét, không có gì bất ngờ xảy ra, không mấy chốc nữa sẽ có tin tức. Đối phương đã có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ tới. Cho đối phương thay thế Hồng Vũ trưởng lão đi thông thiên kiều mà nói, chẳng khác nào trước thời hạn xác lập thân phận tông chủ, khẳng định phải cẩn thận một chút. Tiếng nói kết thúc Đại trưởng lão lần nữa đi vào bên trong gian phòng Thế nào rồi? Khôi hiểu tông chủ nhìn qua Ta đã truyền tin tức tới tất cả phân bộ thất tình lâu Cũng lại không phát giác ra được thiên tài dung mạo Cùng với khí tức linh hồn tương đương với lưu dương Đại trưởng lão ôm quyền Thất tình lâu không giống với lăng vần kiếm các Mà giống như là một thương hội Toàn bộ đại lục không biết có bao nhiêu phân bộ Tu luyện giả có thể bên trong đó mua sắm bảo vật và công pháp Nguyên nhân chính là như vậy, nguồn tin tức cực kỳ lớn. Không có sao? Khôi hiểu tông chủ nhíu mày. Hình dáng cùng với khí tức linh hồn của Trương Huyền tông chủ và Trịnh Dương tông chủ thì sao? Ở chỗ này. Đại trưởng lão lấy ra một ngọc bài đưa tới. Ngón tay khôi hiểu tông chủ nhẹ nhàng phất ra một cái, lập tức hiện ra hai thân ảnh, chính là Trương Huyền cùng với Trịnh Dương hắn ngụy trang. Trương huyền bên trong lăng vân kiếm các thời gian tương đối dài, bị người ta tìm được chính là hình dạng. Cùng với khí tức linh hồn không có gì đáng trách. Nhưng bên trong vạn thú môn tính toán đầu ra đó thời gian không cao hơn một ngày. Hơn nữa, không người nào trông thấy. Vậy mà đối phương vẫn có thể tìm ra. Năng lực sưu tập tin tức của thất tình lâu quả nhiên cường đại cực kỳ đáng sợ. Tông chủ đây là nghi ngờ. Lưu Dương này có thể chính là Trương Huyền Tông Chủ hoặc là Trịnh Dương Tông Chủ ngụy Trang sao? thấy hắn cứ cẩn thận quan sát mãi, đại trưởng lão nhịn không được nhìn qua. Khôi hiểu tông chủ gật đầu. Trương huyền tông chủ chính là chân tiên cảnh định phong cùng với lưu dương tương xứng. Nhưng chỉ là hắn lĩnh ngộ ra thần chi kiếm ý, kiếm pháp hơn người. Vị trước mắt này đây chỉ bằng đúng hai tay đã nhẹ nhóm đánh bại người và ta. Trong chiều số không một chút nào kiếm ý. Hay là không đúng nhỉ? Đại trưởng lão nghe vậy nhíu mày Mà còn trịnh dương tông chủ Căn cứ tin tức chuyển tới Hắn là tiên quân cảnh đỉnh phong Mới có thể nhẹ nhóm thuần phục được giao long Cửu đầu hỏa phượng thú Cùng với lưu dương này lại càng không tương xứng Huống chi Ta đã đặc biệt quan sát Khí thức linh hồn của ba người này Không có bất cứ cái gì giống nhau cả Hắn không hiểu Vì cái gì mà tông chủ có thể nghi ngờ như vậy Rõ ràng Hoàn toàn là ba người khác nhau Ừ. Hãm không chi thành sinh trưởng một loại cỏ tên là hóa dung thảo sau khi phục dụng không chỉ có thể thay đổi màu da và dung mạo còn có thể để cho khí tức linh hồn cùng với trước đó hoàn toàn khác biệt khôi hiểu tông chủ nói thứ đó ta đã từng gặp qua một lần nhưng chỉ bất quá không cách nào có thể đạt được vậy tông chủ đây nghi ngờ lưu dương đó đã dùng hóa dung thảo sao Đại trưởng lão sừng sốt. Hài, cũng không phải như vậy. Ta chỉ là muốn nói, dung mạo cùng với khí tức linh hồn hoàn toàn khác biệt, thì không có nghĩa là hắn không phải là một người. Khôi hiểu tông chủ nhân mày. Ta chẳng qua, chỉ cảm thấy có hơi chút kỳ quái. Kỳ quái? Đúng như vậy. Lăng vân kiếm các vừa mới tìm ra được một vị tông chủ lĩnh ngộ ra thần trì kiếm ý vạn thú môn liền toát ra một vị thiên tài tuyệt đỉnh, thuần thú mạnh mẽ vượt qua cả tổ sư khai phái. thậm chí hắn có thể sửa chữa pháp quyết thuần thú mấy ngàn năm qua đã hình thành thì không thể thay đổi được. sau đó thất tình lâu ta lại bất ngờ toát ra thêm một vị chân tiên cảnh là vô địch, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. khôi hiểu tông chủ lắc đầu, ngươi lại không cảm thấy những cái thiên tài này lại xuất hiện quá là kỳ quái sao? Đại trưởng lão lại ngẩn ngơ Đối phương không có nói Thì chắc là hắn không có chú ý tới Vừa mới nói ra quả thực chính là như vậy Tình huống bình thường Cái loại thiên tài cấp bậc đó Mấy trăm năm toát ra được một vị liền đã quá nghịch thiên Giờ phút này ngắn ngủi là chừng 10 ngày là ba cái Thực sự đúng là không bình thường Tông chủ lại cũng cảm thấy hắn khả nghi sao Hồng vũ trưởng lão nghe được tông chủ nói như vậy Ánh mắt sáng rực Thế mà còn tưởng rằng tông chủ hơi có chút hồ đồ rồi, đối với một cái tên gia hỏa vừa mới gặp mặt một lần đã tốt như vậy. Hiện tại xem ra, hắn vẫn cười trí giống như trước đây. Trí ít những cái này, hắn đều lại không có nghĩ tới. Cũng không phải là ta cảm thấy hắn khả nghi. Khôi hiểu tông chủ lắc đầu. Ta vừa rồi tỉ mỉ hỏi thăm trưởng lão thông thần điện. Vị lưu dương này mới đầu là muốn thuê tiên thú phi hành để mau chóng đi trục tinh hải, Chính là do hắn giới thiệu mới quyết định cùng với chúng ta một đường. Thông thần điện muốn kiếm lấy lợi nhuận ra giá, giá quá cao bởi vì hắn không có tiền mới tiến hành thi đấu công khai. Vậy cho nên hắn tiến hành khiêu chiến cũng không phải là bởi vì thu hút chúng ta chú ý cũng không có ý khác cùng với thất tình lâu. Hơn nữa, theo như ta quan sát, thời điểm chúng ta tới tỷ thí đối phương cũng đâu có biết người bị giết chết là chúng ta chứ. Ờ... Điều này... Đại trưởng lão cùng với Hồng Vũ trưởng lão đồng thời lại ngậm miệng. Không biết đám người mình là ai, vậy cho nên một trưởng một cái chết tối. Hết chương. Trường. trường 3852, 3853, phương pháp lắc đầu tu luyện. Cẩn thận nhớ lại, thời điểm chiến đấu, đối phương dường như thực sự đúng là không hề quản bọn họ là ai. Nếu như mà trước thời hạn biết được, tất nhiên hơi có chút kiêng kỵ, không đến mức một chút mặt mũi cũng lại không cho. Không phải là cố ý tiếp xúc, nói cách khác, âm mưu không có thành lập. Cũng có thể là phương pháp ngụy trang của hắn quá cao, ngay cả chính ta cũng có thể giấu giếm được. Khôi hiểu tông chủ lắc đầu, mày nhăn lại nói. Vậy cho nên, ta mới ban tặng phá trướng đàn cũng lại hứa hẹn giúp cho hắn đột phá tiền quân, muốn mượn cơ hội này nhìn phản ứng của hắn. Kết quả là gì? Hắn không có đưa càng nhiều yêu cầu hơn, chỉ là muốn đọc sách. Đám người đại trưởng lão trầm ngâm. Nguyên lai, tông chủ đã sớm có suy tính. Trực tiếp bàn tặng phá trứng đàn trần quý như vậy cũng lại hứa hẹn hỗ trợ đột phá tiền quân. Rõ ràng là coi trọng hắn. Giờ phút này coi như đưa ra một ít yêu cầu quá mức, vậy thì chắc chắn là cũng sẽ đáp ứng. Nhưng mà đối phương lại giống như không hề biết chỉ muốn đi đọc sách. Thư tịch thì đúng là chân quý thật, nhưng mà cần tháng ngày tích lũy, tuyệt đối không phải là một sớm một chiều đã có thể nhìn ra được cái gì, lĩnh ngộ ra cái gì gì đó. Vậy cho nên, đối phương yêu cầu cái này, thực sự cái gì lại cũng không tính. Hiện tại thế nào rồi? Cảm khái, khôi hiểu tông chủ nói. Hắn vẫn đang trong đó đọc sách, đi vào bên trong tàng thư khố, đúng là chưa có đi ra qua. Đại trưởng lão ôm quyền. Như thế này đây Nghĩ ra biện pháp điều tra thoáng qua một cái Hắn là đang xem xét thế nào Sau đó trở về báo với ta Dừng lại một chút Khôi hiểu tông chủ nói Đại trưởng lão xoay người đi Thời gian không lâu Hắn một mặt xoắn suýt chạy tới Lại làm sao Ờ à, đây chính là tang thư khố thu lại ảnh tượng Tông chủ có thể tự mình nhìn đi Đại trưởng lão kìm nén đến nỗi sắc mặt đỏ lên Khôi hiểu tông chủ nhận lấy cái ngọc phù, tiện tay điểm ra một cái, nội dung bên trong lập tức hiện ra. Chỉ thấy Lưu Dương đứng ở bên trong tàng thư khố, không ngừng hất đầu. Hình ảnh ghi chép hơn 10 phút, liền vung đầu hơn 10 phút. Một cái giá sách, có mấy hàng sách, liền vung đầu đến mấy lần, sau đó hắn đi vào bên trong hàng tiếp theo lại tiếp tục vung đầu. Đây là... hắn bị kinh phong sao? Hai mắt nhìn nhau, Khôi hiểu tông chủ và hồng vũ trưởng lão không rõ ràng cho lắm Không phải là hắn nói luôn mồm muốn xem sách đó sao Thế nào đi vào chỗ này Tự nhiên lại hất đầu vậy Nghiêm túc như vậy Mất hồn như vậy Người phát bệnh sao Tiếp tục kiểm tra đi Nghiên cứu nửa ngày cũng không hiểu được gì Hất đầu đến tôi cũng là ý gì nhỉ Khôi hiểu tông chủ đành phải tiếp tục dặn dò Lại tiếp tục kiểm tra Trương Huyền bên trong hình ảnh lại tiếp tục vung đầu, cũng giống như cũng không phải là chiếm lấy công pháp bí ẩn của thất tinh lâu chúng ta qua không biết bao lâu đại trưởng lão kìm nén sắc mặt đỏ lên nói chiếm lấy công pháp bí ẩn mà nói khẳng định sẽ lấy ra thư tịch cẩn thận mà nghiên cứu sau đó lặng lẽ mà sao chép cái tên này ngược lại thì hay rồi vừa tiến vào bên trong tàng thư khố liền hất đầu giật đùng đùng đến hơn hai canh giờ một bản mà cũng không thèm nhìn chiếm lấy bí ẩn thực sự muốn hất đầu liền đã có thể làm ra Tất cả cái tông môn chúng ta đúng là không có bí mật gì đáng nói. Hắn kiên trì hai canh giờ vung đầu như vậy rồi, khẳng định chắc là có mục đích. Ta lại cũng muốn thử một chút. Hồng Vũ Trường Lão cũng nhìn không được nữa, cổ tay khẽ đảo Có một đống thư tịch xuất hiện cách đó không xa. Hít sâu một hơi, cũng giống như Trường Huyền trong hình ảnh, bắt đầu hất đầu. Khôi hiểu tông chủ, Đại Trường Lão vội vã nhìn qua, đợi hắn liên tục vùng rất nhiều lần lại nhịn không được mở miệng thế nào có phát hiện ra gì không có choáng đầu muốn ói hồng vũ trưởng lão lảo đảo sắp ngã Khôi hiểu tông chủ và đại trưởng lão nhìn nhau nghiên cứu đến canh giờ thứ ba chỉ thấy lưu dương đó một mực hất đầu đã ngưng lại khoanh chân ngồi tại chỗ không hề nhúc nhích cũng giống như đang nghỉ ngơi ồ rốt cục đã ngưng lại rồi Đám người xem thở vào nhẹ nhõm Nói thật Cái tên này không hề chóng mặt Bọn họ nhìn lại cũng chóng hết cả mặt Thực sự không biết làm sao hắn có thể kiên trì nổi Ồ Đây chính là tu luyện Lưu Dương đã ngồi xuống Đám người rất nhanh đã hiểu ra Chắc là cái tên này vùng đến mệt hết cả đầu rồi Bây giờ khôi phục lại một chút Hắn đây là Dùng tiên nguyên đan thượng phẩm Bên trong hình ảnh, Lưu Dương xếp bằng không lâu, liền bắt đầu nuốt vào đan dược. Một viên, hai viên, ba viên. Liên tục nuốt đến năm viên, đột nhiên hắn đứng bật dậy. Hả? Dược lực này? Hắn chỉ là chân tiên. Làm sao có thể tiêu hóa? Ra mặt đại trường lão tái mét. Tiên nguyên đan thượng phẩm là dược vật hữu dụng đối với cường giả tiên quân. Cho dù là hắn nuốt một viên cũng phải tiêu hóa hơn 10 ngày mới có thể hoàn toàn hóa giải được. Đối phương đây chỉ có chân tiên cảnh, một mạch nuốt luôn năm viên, người không có sợ chết sao? Hắn sẽ không phải là muốn đột phá tiên quân chứ? Khôi Hiểu tông chủ nhíu mày, đang cảm thấy kỳ lạ, chỉ thấy cái tên Lưu Dương đó ngồi dưới đất đột nhiên lại đứng bật dậy. Quyền trưởng đong đưa gào thét sinh gió. "Hả? Đây là Hóa Long trưởng của ta mà?" Đại trưởng lão lại ngẩn người ra. Đối phương thi triển đúng là Hóa Long trưởng mà hắn am hiểu nhất hơn nữa dường như vận dụng lại càng thêm tinh diệu, càng thêm màu chóng. hắn tu luyện không biết là bao nhiêu năm mới luyện thành ra cái chiều đó. đối phương lần đầu tiên thi triển mà còn mạnh hơn cả hắn. không đúng, thi triển sai. hả? làm sao lại có cảm giác hắn thi triển hợp lý hơn ta, uy lực lại còn mạnh hơn ta. nhìn một hồi, không khỏi nhíu mày. Đối phương rõ ràng thi triển không giống hắn, cũng lại không giống bên trong bí tịch, nhưng mà chẳng biết tại sao lại để cho người ta một loại cảm giác nước chảy mây trôi, giống như là bản thân mình mới là thi triển sai mà đối phương mới nói là chính xác. Ta muốn thử một chút. Vội vã đứng dậy, dựa theo động tác của đối phương thi triển ra, lần nữa thi triển hóa long trưởng một lần. Một tiếng nổ vang, tiền lực quán thông toàn thân, còn một cỗ khí tức vô địch từ bên trong cơ thể hắn bắn ra. Cái này là đại thành. Đại trưởng lão thực sự là muốn điên Hóa lòng trưởng Hắn đã chìm đắm bên trong đó đến mấy chục năm Nhưng mà cách đại thành có một mực Khoảng cách quá xa Vốn cho rằng cả đời này đúng là vô vọng rồi Con nằm mơ cũng không nghĩ tới Chỉ bắt trước động tác của đối phương đánh ra một lần Lập tức đột phá Nhanh chóng chớp mắt Vội vã ngẩng đầu Ngay sau đó liền thấy vị kia trong hình ảnh đã thoát ra khỏi hóa lòng trưởng Thì chuyển ra vô hoa trưởng một bên hồng vũ trường lão bên cạnh cũng lại bắt trước đi theo. Đồng dạng qua không lâu, lực lượng lại đại tăng, cũng giống như là đột phá một loại ràng buộc nào đó. Ngày sau đó, lưu dương bên trong hình ảnh thi triển ra bôn lôi ách vân mà tông chủ am hiểu nhất. Sau đó, khổ hiểu tông chủ cũng bắt trước, chỉ trong chốc lát, đồng dạng đột phá. Cái gì chứ? Ở cái chỗ này, hất đầu ba canh giờ. Không chỉ là đọc sách võ kỹ cao thâm nhất của tông môn, mà còn lần nữa sửa đổi một phen, trở nên càng thêm huyền diệu, uy lực lại càng lớn. Không biết qua bao lâu, khôi hiểu tông chủ từ bên trong khiếp sợ khôi phục lại, cứ tự mình lầm bẩm Không lẽ, hất đầu có thể khiến cho người ta đầu óc tỉnh táo, học vũ kỹ lại càng nhanh sao? Vừa rồi, hắn cũng lại vụng trộm thử một lần hất đầu, chỉ biết choáng đầu và hoa mắt, thấy không rõ ràng lắm. Nhưng mà đối phương, đây là thế nào chứ? ta à, nghĩ chắc đây là một loại bí pháp học tập cấp tốc nào đó. Đại trưởng lão trầm ngâm phút chốc lại nói. Thông qua việc hất đầu, kích hoạt tư duy và lĩnh ngộ võ kỹ càng nhanh. Nhưng mà ngươi nói xem, hắn chưa có xem qua sách mà, những cái vũ kỹ này làm sao mà biết được. Hồng vũ trưởng lão kỳ lại trông qua. Đối phương chỉ ngồi đó, vùng đầu ba canh giờ, quyển sách lại cũng chẳng mở ra đến một quyển, thì học vào lúc nào làm sao có khả năng một cái nháy mắt đã đạt tới đại thành được, lại còn mạnh hơn bọn họ chìm đắm đến mấy chục năm. Ta nghĩ rằng, thời điểm cùng với chúng ta chiến đấu, hắn đã học trộm. Có một chút người thiên phú cao, gặp qua là không quên được. Rất là nhiều võ ký, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái thôi, đã có thể học ra. Nghe nói khi trước, khổng điện chủ cũng là cái loại bản lĩnh này đó. Khổ hiểu tông chủ dừng lại một chút lại nói. Hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi Nếu như không Thực sự lại không rõ Đối phương chỉ có đứng đó hất đầu Tại sao lại có thể học ra được võ kỹ Hơn nữa phát triển lợi hại Thời điểm cảm khái Âm thanh của đại trưởng lão tràn đầy khẩn trương vang lên Tông chủ Người nhìn kìa Khổ hiểu tông chủ ngẩng đầu lên ngay sau đó nhìn thấy Trương Huyền trong hình ảnh thi triển ra bồn lôi ách vân, nắm đấm bóp một cái, lại bắt đầu thi triển ra một bộ võ kỹ khác. Hồng Trần Vạn Lý, Tử Dương Huyền Giang, Bách Điểu Triều Dương, Vạn Tung Câu Diệt. Đủ những loại võ kỹ đứng đầu nhất của Thất Tình lầu bên trong miệng ba người này từng cái một nói ra. Thành niên trong hình ảnh cứ giống như là trong chớp mắt biến thành tổ sư khai phái của Thất Tình lầu vô số võ kỹ và công pháp hạ bút thành văn, mỗi một chiêu lại đạt tới cảnh giới đại thành. Đại điện lặng ngắt như tờ. Không biết qua bao lâu Âm thanh của khôi hiểu tông chủ hơi có chút khàn khàn Thất tinh lâu Võ kỹ đỉnh tiêm chừng 23 loại Các đời tông chủ và trưởng lão Có thể tu luyện thành một trong những loại đó Cũng đủ để dương danh lập vạn Thiền hạ hiếm có đối thủ Hắn đây toàn bộ tu luyện sao Bên trong thất tinh lâu, võ kỹ cấp bậc tương đồng của bôn lôi ách vân đúng là không ít, nhưng mà tất cả là cực kỳ khó tu luyện mỗi một loại phải cần tiêu phí không biết là bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu tâm huyết. Tựa như chính hắn, vì tu luyện bôn lôi ách vân đã từng đặc biệt phải đi Nam Cương, quan sát lôi đỉnh mưa to, đã từng đi Tây Vực, truy tìm đám mây hình thành cùng với rơi xuống. Càng đặc biệt hơn nữa đi hám không thành, tìm kiếm đáp án, thậm chí suýt một chút nữa thì tử vong. Mà đối phương đấy, bên trong cái tảng thư khố đó, vùng đầu ba canh giờ, đã học được toàn bộ rồi. Hơn nữa mỗi một bộ lại đáng sợ hơn bọn họ tu luyện đến vài trăm năm, phảng phất như tìm ra thiếu hụt bên trong chiều số, hơn nữa là còn có thời gian tiến hành sửa lại. Thiên hạ thực sự có thiên tài như vậy. Ta nghĩ nếu như hắn thành tông chủ của chúng ta, thất tinh lâu ta sẽ biến thành thất tinh thần lâu trong tầm tay. Hồng Vũ trưởng lão cũng khó có thể khép miệng lại. Trở thành tông chủ. Khôi hiểu tông chủ nhìn qua, Người đây không phải là muốn dạy dỗ hắn đó sao? Trước đó cái tên này mạnh miệng nói muốn hảo hảo dạy dỗ đối phương cơ mà. Ờ, à, thì cái này... Sắc mặt hồng vũ trưởng lão đảo lên. Thì dù rằng ta cao hơn hắn một cấp bậc, nhưng mà khẳng định không phải là đối thủ. Đối phương nắm giữ rất nhiều võ ký như vậy, bây giờ lại còn thêm lý giải chiến đấu. Hắn hiểu được, cho dù tu vi cao hơn một cái đại cấp bậc, hai bên mà giao chiến, hắn vẫn như cũ, chắc chắn là thất thế. Hoàn toàn chẳng có khả năng so sánh. Bởi vậy cái gọi là dạy dỗ kia cũng đã trở thành chê cười rồi. Người cao hơn một cấp bậc cũng không phải là đối thủ. Nếu như hắn đột phá thành công, đi đến tiên quân đỉnh phong, sáu đại tầng môn liên hợp tỷ thế lại có khả năng thu hoạch được đệ nhất hay không? Đại trưởng lão ánh mắt sáng rực. Điều này... Khôi hiểu tông chủ trầm ngâm. Lăng vân kiếm các trương huyền, lĩnh ngộ ra thần chỉ kiếm ý, đồng dạng có thể làm ra được chân tiên cảnh chém giết tiên quân. Vạn thú môn tân nhiệm tông chủ trịnh dương, mặc dù chính là tiên quân đỉnh phong, lại có thể thuần phục được vô số tiên thú để bản thân mình sử dụng. Sức chiến đấu của hắn đúng là không hề bình thường. Nếu như Lưu Dương không phải là một trong hai vị đó ngụy trang, ngược lại có thể cùng với bọn họ cân sức ngang tài, nhất thời tranh sáng. Có phải là thật hay là không thì cũng lại đơn giản thôi. Chỉ cần tông chủ đi vào bên trong thông thần điện, hỏi thăm hàn kiếm thu cùng với tần nguyên chẳng phải là rõ ràng rồi sao? Đại trưởng lão nói. Hết trường. Trường 3854, 3855, thất tinh tiên thảo. Cũng đúng. Khổ hiểu tông chủ sừng sốt một lát, sau đó gật đầu. Đại trưởng lão nói không sai, cái tên này có phải là hai người đó ngụy trang hay không? Chỉ cần hỏi thăm một cái là biết rồi. Chắc chắn không ai giấu giếm. Nghĩ đến điều này, lấy ra thông thần ngọc phù đặc thù của tông chủ mới có thể khống chế. Tinh thần khẽ động, hắn tiến vào bên trong. Đứng bên trong, lay động trang bị đặc thù. Một lát sau, hàn kiếm thu cùng với tần nguyên môn chủ nhận được triệu hoán, đồng loạt đi tới trước mặt. Khôi tông chủ triệu hoán chúng ta là vì chuyện gì vậy? Tần Nguyên Môn Chủ nói. Không biết là hai vị có biết người này không? Ngón tay điểm một cái, có một hư ảnh xuất hiện phía trước, chính là Trương Huyền Ngụy Trang. Không biết. Hai người kia đồng thời lắc đầu. Khôi hiểu tông chủ thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Hàn Kiếm Thu. Hàn Huynh à, không biết là tân nhiệm tông chủ Trương Huyền của các người hiện tại đang có bên trong Lăng Vân Kiếm Các hay không? Người nói cái gì vậy? Khôi tông chủ đây, cớ gì lại hỏi ta điều đó? Hàn kiếm thu lại nhăn mày. Tông chủ của chúng ta đang luyện lăng vân kiếm thần quyết. Ít ngày nữa liền đã có thể đột phá rồi. Tự nhiên phải ở bên trong tông môn. Hắn có thể đi đâu được chứ? Tin tức tông chủ không có ở bên trong tông môn, khẳng định không thể nào tiết lộ ra. Nếu như không, sẽ dẫn tới thần điện đuổi giết. Trước khi thông thiên kiểu mở ra, tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện một lần nữa sơ suất để cho tông chủ rơi vào thế nguy hiểm được. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Thấy hắn nói chém đinh chặt sắt, khôi hiểu tông chủ lần nữa lại nhìn về phía tần môn chủ cách đó không xa. Vậy tần huynh, không biết là trịnh dương tông chủ hiện tại cũng bên trong tông môn sao? Đương nhiên. Tần Nguyên nói. Tông chủ của ta vừa mới thuần phục đám thú giao long, đương nhiên là nghĩ ra biện pháp phối hợp lẫn nhau để nghênh đón thông thiên kiều tỷ thấy. Thế nào nào, khôi tông chủ lại còn cho rằng ta nói láo có phải không? À, ta không phải là ý này. Khôi hiểu tông chủ lại cười khổ. Hỏi rõ ràng kết quả, biết hai vị tông chủ này, tất cả đều trong tông môn từng người bế quan tu luyện, nghênh đón thông thiên kiều. Khôi hiểu tông chủ hài lòng, rời ra khỏi thông thần điện, lần nữa trở về phòng, rất hăng hái, Ta đã hỏi thăm ký càng rồi. Trương huyền tông chủ và trịnh dương tông chủ đều vẫn bên trong tông môn. Lưu dương này thực sự là một vị tán tu. Đại trưởng lão trầm ngâm nói. Ừ. Thuật nghiệp hiếu truyền công. Ta lại không tin có người có thể lĩnh ngộ ra thần chi kiếm ý, mà trên thuần thú cũng lại cường đại cực điểm, mà thậm chí ngay cả võ ký cũng xem xét một cái là biết, một hồi là tinh thông trên cái cõi đời này mạnh mẽ nhất chính là nhân tài, mà không phải là toàn tài. Hắn không tin một người đã tinh thông kiếm pháp rồi lại có thể tinh thông cả thuần thú và võ ký. Thực sự muốn như vậy, người này đã sớm danh chấn thiên hạ mà không phải là vừa mới nghe nói được tên. Ừ. Chỉ cần không phải là hai vị đó, Lưu Dương này đáng giá chúng ta dùng lực lượng lớn nhất mà bồi dưỡng. Xác định thân phận, khổ hiểu tông chủ không giàu dĩ nữa, lại cười cười, tràn đầy đấu trí, Trước đó nghe được lăng vần kiếm cá có người lính ngộ ra thần trì kiếm ý, sâu bên trong nội tâm hắn thực sự là hâm mộ. Không nghĩ tới, ông trời đối đãi với hắn đúng là không tệ. Thời khắc mấu chốt đưa tới một vị siêu cấp thiên tài như vậy. Cùng cấp bậc vô địch, mình cũng không phải là đối thủ, càng luyện thành hơn 20 loại võ kỹ đứng đầu nhất của Tông Môn. Một khi mà đột phá, thiên hạ này ai có thể ngăn chặn. Vị trường huyền tông chủ kia lính ngộ gia thần trì kiếm ý cũng chưa chắc đã có thể là đối thủ của hắn. Thở ra một hơi, Trương Huyền đi ra ngoài. Thất tình lâu tàng thư khố, tuy không có để cho tu vi hắn đột phá, nhưng lại để cho hắn đối với võ kỹ, chiến đấu có lý giải càng sâu, sức chiến đấu cũng lại càng tiến thêm một bước. Đặc biệt là hơn hai mươi bộ võ kỹ đó, dù rằng hơi thua kém với thần chi kiếm ý, nhưng mà toàn bộ nắm giữ được, uy lực không thể nào khinh thường. Lưu trưởng lão, tông chủ muốn gặp ngươi. Vừa ra khỏi phòng, đại trưởng lão tiến tới đón. Trương Huyền đi theo hắn lưu trưởng lão người đã xem sách tiếp cận là một đêm rồi không biết là có cảm ngộ gì mới hay không đột phá tiên quân mà nói lại có cần trợ giúp gì hay không đi vào đại điện trước đó khôi hiểu tông chủ một mặt ý cười nhìn qua ừ, hiện tại tu vi chân khí cũng lại cùng với thân thể của ta không có bất cứ ràng buộc gì chỉ là phương diện linh hồn thực sự lại không đủ dừng lại một chút trường huyền nói nếu mà có thể để cho vu hồn đột phá đến chân tiên cảnh cho dù là không có thiên đạo công pháp tiên quân cảnh mượn đan dược đột phá chắc chắn là không khó chỉ tiếc công pháp phương diện linh hồn dù rằng thất tinh lâu sưu tập lại không ít nhưng mà cũng không đủ để hình thành thiên đạo pháp quyết sao phương diện linh hồn không đủ khôi hiểu tông chủ bừng tỉnh hiểu ra khó trách cái vị này trước mắt rõ ràng có đan dược nhưng mà không hề nuốt không hề đột phá náo loạn tới nửa ngày là cho rằng linh hồn của mình hơi yếu kém Phương diện linh hồn muốn tiến bộ quả thực lại không dễ. Chẳng qua chấn lâu chi bảo của thất tinh lâu ta chính là thất tinh tiên thảo. Đối với linh hồn có hiệu quả khá tốt. Không bằng ta sẽ mang người tới đó thử một chút. Thất tinh linh thảo Trường huyền sững sờ. Hắn đã nhìn qua vô số thư tịch cũng lại không hề ghi chép đến liên quan tới thứ này. Ừm. Đây chính là chấn lâu chi bảo của thất tình lâu. Mấy ngàn năm qua, chúng ta có thể sừng sững bên trong sáu đại tông môn không ngã chính là bởi vì có nó chấn áp số mệnh để cho đệ tử một đời tiếp một đời hừng thịnh không dứt khổ hiểu tông chủ cảm khái thất tinh tiên thảo hấp thu lực lượng thất tinh người trên trời phối hợp lại với đại trận tông môn có thể thả ra khí tức để cho người ta tinh thần an tâm nguyên nhân chính là như vậy thất tinh lâu dù rằng nằm bên trong trung tâm của tích viễn thành phồn hoa tiến vào bên trong vẫn như cũ để cho người ta một loại cảm giác rời xa huyền náo. Mới có thể để cho tất cả đệ tử an tâm tu luyện, không bị thế tục làm bẩn, chống lại các đại tông môn, may mắn không rơi vào thế yếu. Vậy làm phiền khôi tông chủ rồi. Trường huyền khom người. Hắn cũng lại chẳng tính nhận không ân huệ của người khác. Vừa rồi thời điểm đọc sách đã phát hiện ra có người thăm dò hắn. Lúc này hắn mới cố ý ở bên trong tàng thư khố dùng tốc độ chậm nhất mà thi triển ra võ ký làm như vậy cũng coi như chiều số của hắn lĩnh ngộ dốc túi mà chuyển cho báo đáp các loại ân tình rồi. thân là thất tình lâu trưởng lão người có cơ hội tu luyện. Khôi hiểu tông chủ không nói thêm nhiều lời phía trước dẫn đường thời gian không dài đi tới vị trí đối ứng bắc cực tinh là một sân nhỏ rất rộng phá vỡ phong ấn có một tiên thảo thất thải quang mang xuất hiện trước mặt hết thảy nó có bảy lá cây mỗi một lá lại ông ánh màu sắc khác biệt gió nhẹ vỗ động không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng một cây thực vật vậy mà tới tiên quân đỉnh phong đối với linh hồn quả nhiên trợ giúp cực kỳ lớn đi về phía trước vài bước đi tới trước mặt còn mắt trương huyền nhịn không được sáng rực mới tiến vào bên trong viện chỉ có vài hơi thở vù hồn giam cầm bên trong hư tiên cảnh đỉnh phong lại có xúc động muốn đột phá không hổ là chấn lâu chỉ bảo của thất tình lâu quả nhiên không hề đơn giản Khôi hiểu tông chủ giải thích. Đây chính là thất tinh tiên thảo. Trường lão trong lâu đến chân tiên cảnh đỉnh phong, bình thường đều sẽ lựa chọn ở chỗ này đột phá. Được tiên thảo che chở, có thể tâm ma không sinh, hồn lực càng thêm viên mãn nhiều ý, đột phá dễ dàng hơn không ít. Trường huyền gật đầu. Tiên thảo này giống như danh sư đại lục thánh vực bồ đề thụ, đối với linh hồn hiệu quả cực kỳ tốt ở chỗ này tu luyện vù hồn mà nói dù rằng không có công pháp chân tiên cảnh để cho hắn đột phá đến chân tiên cảnh cũng lại không hề khó bây giờ các trời sáng còn có một canh giờ nữa người ngày chỗ này tu luyện à bình minh chúng ta sẽ xuất phát đi tới trục tinh hải giải thích thêm vài câu khôi hiểu tông chủ bàn giao sau đó xoay người đi thấy hắn ra sân lúc này cổ tay trương huyền mới khẽ đảo có mấy cái trận kỳ xuất hiện trong lòng bàn tay nhẹ nhàng bắn ra bốn phía quang mang lóe sáng khi tức hoàn toàn đã bị ngăn cách những trận kỳ này đương nhiên là ở chỗ vạn thú môn liêu trường lão lấy được đối với am hiểu bảy trận cái đồ chơi này cực kỳ nhiều khoanh chân ngồi xuống vô hồn từ bên trong mi tâm nhảy ra lực lượng vận chuyển lực lượng tẩm bổ cho linh hồn lập tức lao qua hồn thể hấp thu phút chốc lông mày lại không khỏi nhíu một cái trên không phát ra lực lượng tẩm bổ linh hồn đúng là nhiều vô cùng giống như ban đầu ở bên trong ao nước huyễn vũ đế quốc dưới tình huống bình thường linh hồn tiến vào bên trong lực lượng chắc chắn chậm rãi tăng thêm nhưng không biết tại sao vô hồn xuất khiếu vận chuyển công pháp hấp thu tới lực lượng lại không thể nào bản thân sử dụng được mở mắt nhìn về phía tiên thảo trước mặt chỉ thấy đối phương không ngừng lay động khi tức tầm bổ cho linh hồn vừa rồi vậy mà một chút mảy may không thấy chuyện gì vậy Trường huyền sầm mặt rất hiển nhiên thất tình tiền thảo này đang dở trò vô hồn đi vào bên trong cơ thể trương huyền vừa định qua đó xem xét chuyện gì xảy ra liền cảm thấy linh khí không hề chấn động cổ khí tức quen thuộc trước đó lần nữa lao qua vẫn như cũ là lực lượng tầm bổ cho linh hồn hít mắt lại vô hồn lần nữa từ bên trong mi tâm nhảy ra vừa định hấp thu lại phát hiện ra lực lượng tầm bổ linh hồn đã biến mất không cách nào có thể hấp thu được mà vô hồn trở lại thân thể thì lại lần nữa hấp thu được. Quả nhiên cái tên này thích rời trò. Cẩn thận quan sát, quả nhiên là do cái tên này quấy rối. Trương Huyền nhíu mày. Hiện tại không có pháp quyết vô hồn chân tiên cảnh, muốn đột phá, nhất định phải nắm giữ đại lực lượng tầm bộ cho linh hồn, không ngừng cọ rửa cho vô hồn để cho nó biến càng thêm tinh thuần mới có thể một lần đột phá bình chướng. Vốn cho rằng tiên thảo thả ra lực lượng cường đại như vậy, hoàn toàn có thể giúp hắn một lần thành công đột phá, Ai biết giống như đối phương cố ý dùng hắn chơi trốn tìm, vô hồn đi vào bên trong thân thể liền tỏa ra. Đi ra thì nó biến mất, căn bản không cách nào có thể tu luyện được. Vô hồn trong người mà nói, tốc độ tu luyện cực kỳ chậm không có nói, sẽ còn ảnh hưởng đến hắn đột phá cảnh giới. Chỉ sợ, khôi hiểu tông chủ chưa nói thật. Thất tình tiên thảo này cũng không chỉ là tầm bộ cho linh hồn đơn giản như vậy. Trường huyền hử một tiếng, không sốt ruột tu luyện mà đi tới trước mặt tiên thảo, ngón tay lặng lẽ đưa tới muốn chạm đến một cái xác định thuộc tính cùng với đặc điểm của tên này tiền thảo nhẹ nhàng run rẩy từ trước mắt biến mất xuất hiện ở địa phương hơn mấy chục mét Hử? Ừ. không nghĩ tới tiền thảo này lại còn có thể chạy trương huyền sừng sốt lần nữa đi tới trước mặt xoay bàn tay ra tiền thảo lại chạy tới một bên khác hình như tay của hắn có độc căn bản không cho tiếp xúc ừ. có ý tứ Trường Huyền mỉm cười. Thực vật nắm giữ tu vi tiên quân đỉnh phong quả nhiên không hề đơn giản, không phải là muốn có thì lại cứ lấy được. Nhìn xem, người có thể chạy đi đâu? Trường Huyền hít sâu một hơi, quyết định phương hướng, dưới chân lần nữa khẽ động, vừa định sông tới nắm lấy, trước mắt đột nhiên hoa một cái, lá cây bảy màu đột nhiên lại tăng vọt, từ dưới đất bỗng nhiên làn ra giống như là dây leo, trong nháy mắt thắt cổ tay cùng với cổ chân của hắn. Trường Huyền bị treo ngược giữa không trung. Hết trường. Trường 3856, 3857, ăn tiên thảo. Thiên su điện. Đại trưởng lão nhìn về phía khôi hiểu trước mặt. Tông chủ, tuy thất tinh tiên thảo này là tiên vật trấn áp số mệnh của thất tinh lâu, nhưng mà bản tính của nó rất là cổ quái, Người đi qua cũng lại hờ hứng và lạnh lẽo như vậy Để cho Lưu Dương trưởng lão đi qua Sẽ không phải là ra tay với hắn chứ Từ khi tông môn xây dựng Tiên Thảo đã tồn tại rồi Sống tới mấy ngàn năm Nó đã sớm tạo ra thành tính cách kiêu ngạo Tông chủ cực kỳ đi qua bái kiến nó Cũng lại chưa chắc đã có thể cho một sắc mặt tốt Lưu trưởng lão lại còn trẻ tuổi như vậy Tu Vi lại chỉ có mỗi chân tiên cảnh định phong Khẳng định sẽ mất hứng mất Người cũng không phải là không cùng với Tiên Thảo tiếp xúc qua nó chỉ ưa thích trêu người thôi. Đợi nó chơi xong, đương nhiên thả ra lực lượng tầm bổ linh hồn bên ngoài. Khôi hiểu tông chủ cười cười nói. Lưu trưởng lão tuổi vẫn còn trẻ, liền đã tới chân tiên cảnh đỉnh phong. Sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ như vậy, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm kiêu căng. Để hắn rèn luyện thoáng qua một cái, mài rũ một chút, đối với linh hồn tăng trưởng chắc chắn lợi ích cực kỳ lớn. Ta hiểu rồi. Sừng sốt, Đại trưởng lão gật đầu. Muốn để cho hồn lực tăng thêm, đơn thuần nhuệ khí chắc chắn là không đủ. Còn đôi khi cần phải có rèn luyện nhuệ khí, trở nên dày đặc mới có thể tích góp đại thế, càng đi càng xa. Tiên thảo trêu đùa lưu trưởng lão đúng là không quan trọng lắm. Ta lại sợ rằng lưu trưởng lão này hủy diệt tiên thảo thì đúng là phiền toái. Một bên, hồng vũ trưởng lão lại nhịn không được nói. Tuy rằng cùng với cái vị lưu trưởng lão này tiếp xúc hơi ít, nhưng mà vẫn nhìn là biết đối phương không phải là đèn cạn dầu. Nếu như không, cũng đâu có khả năng bê trong thông thuần điện đại sát tứ phương, nhóm người mình cũng bị hắn nhẹ nhõm mà đánh bại đó thôi. Người cứ yên tâm đi, tiên thảo sống tới mấy ngàn năm, bên trong địa phương lực lượng hội tụ của thất tinh lâu, xem như ta muốn nắm lấy nó cũng lại làm không được. Huống chi, lưu trưởng lão chỉ có chân tiên cảnh, chỉ có nó đi treo người khác, chứ người khác muốn thường tổn nó sao. Toàn bộ cái đại lục này, trừ cái vị khổng điện chủ kia. Đúng là không nghĩ ra, ai có thể làm ra được. Khôi hiểu tông chủ vuốt dâu. Thất tinh lâu có bảy tòa lầu các, chiếm cứ vị trí thất tinh. Tất cả lực lượng vừa vặn hội tụ tại Bắc Cực Tinh, vị trí tiền thảo chính là ở chỗ này. Bởi vậy, tiền thảo tầm bổ cho tất cả mọi người thất tinh lâu, tinh khí thần của tất cả mọi người cũng lại tầm bổ cho đối phương mới có thể để cho một mực vật này đến tiền quân đỉnh phong được. Hồng Vũ Trường Lão lại thở ra một hơi. Tông chủ chính là cường giả ngụy thần cảnh, mà ngay cả chính hắn cũng lại bắt không được đối phương. Vậy nói thế, đối phương khẳng định là không có vấn đề gì rồi. Nếu như mà các người vẫn cảm thấy không có yên lòng, ta ở bên trong lặng lẽ lưu lại ngọc tinh ghi chép, lại có thể đồng bộ truyền hình ảnh tới. Vừa vặn, các người có thể nhìn một chút xem hắn tù luyện như thế nào. Tiên thảo tiền mối, làm sao lại trêu đùa được đối phương? Khôi hiểu, Tông chủ lại cười cười, ngón tay điểm ra. Có một ngọc tinh ghi chép hiện ra phía trước hai người, tiền lực dập dờn, ánh sáng lấp lánh, trong đại sảnh lập tức hiện lộ ra tình huống ở vị trí Tiên Thảo. Bất quá, đâu đâu cũng thấy sương mù, cái gì lại cũng không nhìn thấy. Cái gì đây? Trận pháp ngăn cách khí tức. Khôi Hiểu tông chủ sừng sốt. Trước đó đều là muốn nhìn đã có thể nhìn được, nhưng bây giờ lại bị ngăn cách, không lẽ lưu dương đó bày ra? Chỉ là trong sân đã có không biết bao nhiêu cái loại trận pháp trong đó giải trì trận pháp ngăn cách khí tức thuộc về điệp gia xem như trinh hắn muốn thành công cũng cần phải có nghiên cứu không biết là bao nhiêu lâu đối phương nháy mắt một cái đã làm sao làm ra được hơn nữa bây giờ trôi qua bao nhiêu lâu thời gian tốc độ sắp đặt trận pháp của hắn thực sự lại quá nhanh đi ừ, uhm, đã là ngăn cách như vậy thì lại nhìn không được đoán chừng là liều trưởng lão không muốn để cho cảnh tượng bản thân khó chịu bị chúng ta phát giác ra khôi hiểu tông chủ lắc đầu Vừa định thu hồi lại Ngọc Tinh ghi chép, chỉ thấy đại trưởng lão cách đó không xa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. "Mau nhìn kìa, sương mù lắc lư." Ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy làn sương mù đó không ngừng lay động, dường như có người nào đó bên trong đang giao thủ. Rất nhanh, mặt đất cũng đã xuất hiện một vết rách, kèm theo tiếng kêu của tiểu kê, từng đạo khí tức lưu không ngừng bắn ra bên ngoài, phảng phất như chiến đấu cực kỳ quyết liệt. À, Cái này?" Đại trưởng lão, Hồng Vũ trưởng lão nhìn nhau. Tiên thảo trêu đùa đối phương, bọn họ biết, trước đó đều đã từng trải qua, chỉ là có một tiếng tiểu kê kêu to, đó là cái gì vậy? Lưu trưởng lão lại còn mang cả con gà đi quá. Yên tâm đi, tiên thảo tự có chừng mực, không làm Lưu trưởng lão bị thương đâu. Thấy biểu lộ của hai người kia, Khôi Hiểu tông chủ vẫn cười cười, lời vẫn còn chưa dứt sương mù trước mắt chậm rãi tiêu tán, cảnh tượng bên trong xuất hiện. Trường huyền ngụy trang lưu dương, trước ngực quay quanh hắn là khăn quàng cổ, tay cầm đũa, đang ngồi khoanh chân trên mặt đất. Phía trước chẳng biết từ khi nào nhiều hơn một cái nồi sắt, hỏa diễm cuồn cuộn, nước bên trong đã sôi sùng sục. Trong nước nổi lơ lửng một cái tiền thảo bảy màu, toàn thân bị nấu thấu hồng, mắt thấy nó sẽ chín mất. Tiền thảo không ngừng giấy rụa vừa định từ bên trong nồi nhảy ra, còn một con tiểu hoàng kê ở bên trong nước dạo chơi liền mổ cho nó một cái. Thoáng còn một cái, tiền thảo lại ngoan ngoãn nằm ngửa ra. Rất nhanh luộc chín giống như là rong biển, không hề có một chút nào động tính. Lưu trưởng lão dừng lại một chút, lấy ra một cái chén nhỏ. Bên trong là thả dầu cải, nào là vừng, rồi tương ớt, đậu phộng, rồi một chút giấm. Dùng đũa kẹp lên trên một cái lá cây tiền thảo, nhúng nhúng, há miệng nuốt xuống. Đám người khôi hiểu tông chủ, còn mắt lại trợn to. Không ổn rồi, Mau chóng đi cứu tiên thảo Một lát sau Mọi người mới kịp phản ứng Kìm nén không được nữa Mau chóng lao ra bên ngoài Thời gian nháy mắt đi vào bên trong cái sân nhỏ Ngày sau đó nhìn thấy Trường Huyền đang đầu Đầy mồ hôi Ê, tôi đúng lúc lắm Mùi vị không tệ đâu Các người cùng nhau ăn đi Thấy bọn họ đi vào Trường Huyền cầm đũa tràn đầy sự hiếu khách Người, không để ý tới hắn nói nhiều khôi hiểu tông chủ vội vã đi tới trước mặt đưa tay từ bên trong cái nồi vớt tiền thảo ra lúc này tiền thảo bảy cái lá cây đã mất đi bốn lá tràn đầy uể oải khởi động lại cũng lại chẳng muốn động nữa vội vã để lại nó dưới đất phát hiện ra đúng là vẫn còn chưa chết chỉ là tổn thất nghiêm trọng mất đi tiếp cận nửa cái mạng rồi kìm nén không được hắn quay đầu nhìn lại Lưu trưởng lão, thất tinh thiên thảo là trấn lâu chi bảo của thất tinh lâu. Ngươi làm cái gì vậy? Ta là để cho ngươi tới hấp thu lực lượng tiên thảo thả ra tu luyện, tẩm bổ cho linh hồn của ngươi. Ngươi tại sao lại tránh nó? Cứ như là mời tiệm lẩu vậy. Mấu chốt nhất là thất tinh tiên thảo, xem như hắn muốn nắm lấy cũng cực kỳ khó khăn. Mà đối phương làm sao có thể bỏ vào trong nồi được? Hơn nữa, cái loại nước sôi nhiệt độ này, chân tiên phổ thông cũng lại không đả thương được. Tiên Thảo là tiên quân đỉnh phong, tại sao lại luộc chín? À, thì ta muốn hấp thu lực lượng tầm bồ cho hồn phách, lại nó là không có muốn chỉ cho ta, lại còn muốn ra tay với ta nữa. Ta đã cảnh cáo nó vài lần rồi, vậy cho nên hết cách, đành phải nấu nó lên ăn. Trường Huyền gật đầu. Cái tên này một mực thích trêu đùa mà, thậm chí lại còn nắm hắn lên. Nếu như không phải là Tiểu Hoàng kê xuất hiện mồ cho vài cái, đoán chừng chính mình cũng chưa chắc đã có thể là đối thủ đâu còn nấu ăn chính là do tiểu hoàng kê đề nghị. Chờ đối phương thả ra cái loại khí tức kia, không biết là năm nào tháng nào. Chén nó mà nói, hiệu quả là tốt hơn. Giống như đối phương nói, vừa ăn vào một cái lá cây, vù hồn hắn đã thuận lợi đột phá đến chân tiên cảnh. Ăn đến ba cái, cho dù là không có tu luyện công pháp, lực lượng vù hồn cũng đã đạt tới chân tiên cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ cần hồn lực cùng với tiên lực hoàn mỹ dung hợp, liền đã có thể xung kích tiên quân. Khôi hiểu tông chủ thực sự là phát điên Thất tinh tiên thảo vô cùng chân quý Người lại còn nấu nó lên ăn Người 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 không có cái gì muốn nói sao Trấn tông trì bảo của hắn Cả đời tông chủ bọn họ đều phải kính như là thần minh Không có dám đắc tội Cái tên này thế mà trực tiếp nấu nó lên Không lẽ tâm lý một chút ái náy mà cũng không có sao ừ? Muốn nói sao Trường huyền ngừng lại một chút Ờ, nói thật với người, mùi vị đúng là không tệ đâu. Hơi có một chút giống với rong biển, chẳng qua, dài hơn một tí. Khổ hiểu tông chủ phát điên. Yên tâm đi, ta đã ăn rồi, khẳng định sẽ để cho nó khôi phục lại. Biết đối phương muốn nói gì, Trương Huyền cười cười. Bàn tay chảo một cái, thu tiểu hoàng kê vào bên trong túi thú sủng. Sau đó nhẹ nhàng bắn ra, cầm nồi nước sôi đi vào trước mặt thất tinh tiên thảo. Ẩm một cái. Hắn đổ nguyên nồi nước sôi vào. Tiên thảo bên trong bùn đất uể oải cũng lại không bị bỏng chết, ngược lại giống như hấp thu năng lượng đặc thù nào đó, lá cây uể oải rán ra, bị ăn sạch bốn cái lá cây cũng đã xuất hiện chồi non, bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa mọc ra. Đám người Khôi Hiểu Tông chủ, đại trưởng lão lại ngây cả người. Cái loại tiên dược như là thất tinh tiên thảo, bị ăn mà vẫn có thể mọc ra, hơn nữa mọc nhanh như vậy. Ừm. Uhm. Đại khái là cần chừng phải một tháng nữa mới có thể mọc ra tốt Trương Huyền lắc đầu nói Cái loại tiên thảo này thực ra thì cũng giống như là thịt rượu thôi Cắt ăn một chút, ăn hết rồi nó còn dài ra nữa Giữ lại không ăn thì để làm cái gì chứ Không chạm đến tiên thảo, không biết thuộc tính của nó Tiếp xúc thiền đạo thư viện hình thành thư tịch, tự nhiên tất cả lại hiểu Thứ này thoạt nhìn vô cùng cao ngạo Nhưng mà trên thực tế, nó là một gốc dược liệu mà thôi nếu như đã là dược liệu, tự nhiên là phải bị ăn rồi. Dưới tình huống bình thường, bị ăn sạch bốn cái lá cây, muốn triệt để khôi phục, mọc ra một đống chồi không có trên trăm năm là không cách nào có thể làm ra được. Nhưng mà có nước tắm của tiểu hoàng kê tẩm bổ, chữa trị tổn thương, mấy hơi đã có thể hoàn thành. Điều này... Khóe miệng của khôi hiểu, tổng chủ co giật. Thực ra thì hắn cũng biết, Tiên thảo có thể ăn được. Ăn đối với linh hồn hiệu quả cực kỳ lớn, nhưng mà cũng phải bắt lấy mới ăn được chứ hắn đường đường là ngụy thần cũng lại bắt không được đối phương lại còn bắt thậm chí đặt bên trong cái nồi mà nấu tận mắt trông thấy cũng không thể nào tin nổi vậy không biết là lưu trưởng lão ăn tiên thảo hiệu quả như thế nào tiên thảo đã không có việc gì đám người thở ra một hơi khôi hiểu tông chủ nhịn không được nữa nhìn qua ừ, hiệu quả đúng là không tệ đâu linh hồn đã được tầm bổ rồi trương huyền nói rõ sự thật nếu như vậy thì tốt rồi. Hiện tại trời cũng đã sáng, chúng ta phải lên đường thôi. Đối phương đã chiếm được thứ mình muốn, tiếp tục chờ đợi cũng lại chẳng có ý nghĩa gì. Khôi hiểu tông chủ thở ra một hơi nói. Nguyên một đêm chơi đùa, giờ phút này mặt trời từ đường chân trời bay lên, trời đã sáng. Trương Huyền cũng không nói gì nữa. Tiền thú phi hành của thất tinh lâu, hết thảy là tám đầu, lùi kéo một xe ngựa to lớn, phá không mà đi. Mọi người ngồi bên trong vẫn cực kỳ rộng rãi, xuyên thấu qua cửa sổ trương huyền nhìn quanh một chút tốc độ quả nhiên nhanh hơn so với giao long biết là bay về phía trục tinh hải trương huyền ngồi xuống bắt đầu tu luyện hai ngày sau vô hồn cùng với tiên lực triệt để dung hợp đây chính là thời điểm xung kích tiên quân cổ tay khẽ đảo Khôi hiểu tông chủ đưa cho hắn phá trứng đan bây giờ xuất hiện trong lòng bàn tay Trần khí thân thể và vô hồn đều đã đạt tới chân tiên cảnh đỉnh phong hơn nữa hoàn mỹ giao hòa chính là thời điểm xung kích cảnh giới cao hơn. Chỉ cần tới tiền quân, ở đây xem như chân chính có năng lực tự vệ, cho dù là cường giả ngụy thần cảnh của thần điện đánh lén cũng sẽ không cần thiết quá mức lo lắng. Hết chương Trường 3858-3859 Tiền quân cảnh Chỉ là, cho dù sưu tập tất cả công pháp của ba đại tông môn, bí tịch đột phá tiên quân vẫn lại chẳng có đi đến các bậc thiên đạo, hơi có chút tranh lệch. Chờ đã, không kịp. Trương Huyền lắc đầu. Kèm theo tu vi càng ngày càng cao, số lượng công pháp khẳng định càng ngày càng ít, cũng không thể nào không có thiên đạo công pháp, liền lại không đi tu luyện. Giành sư đại lục cũng lại không có thiên đạo pháp quyết cấp bậc cổ thánh, đồng dạng cũng lại đột phá cảnh giới. Hiện tại hắn cũng đối mặt với loại tình huống tương tự, không mau chóng tu luyện thực lực căn bản không đủ để ứng đối với nguy hiểm sắp đối mặt được bắt đầu không nghĩ nữa hắn mở ra nắp bình há miệng nuốt phá trứng đàn xuống bên trong đàn dược lực lượng hùng hồn thời gian nháy mắt lan tỏa ra toàn thân trong chốc lát giống như là lửa đốt tinh thần tập trung lại khống chế lực lượng toàn thân thẳng tắp vào tới phía đại môn tiên quân cảnh thiên đạo công pháp giống như là một cái chìa khóa chỉ cần cầm tới, mặc kệ là đại môn này dày nặng cỡ nào, cũng vẫn có thể nhẹ nhõm mà mở ra. Hiện tại thì không có, chỉ có thể dùng man lực mà ngạnh sông Chỉ cần lực lượng đầy đủ, đồng dạng có thể thuận lợi thành tựu tiên quân. Có một tiếng vang lớn, chân khí đánh tan ra, miệng mũi của Trương Huyền lập tức phun ra máu. Kiên cố như vậy. Hắn lập tức sầm mặt. Vậy mà còn tưởng rằng dựa vào tu vi cùng với lực lượng của mình, xung kích tiên quân cảnh chắc là dễ dàng không nghĩ tới đại môn trước mắt vững chắc giống như là sắt thép dùng hết toàn lực không thể nào dung chuyển được người đây là man lực xung kích sao nhìn thấy cử động của hắn đám người khô hiểu thực sự là bối rối tiền quân cảnh là một đại cấp bậc khó có thể vượt qua của di khí đại lục vô số cường giả tiêu phí không biết bao nhiêu năm tâm huyết cũng không thể nào thành công được một chút kỹ xảo người đều không có bây giờ lại còn ngạnh sông giống như là đơn độc và chạm vào tường thành cao đến mấy trăm thước làm sao có thể làm được trừ vị Lại có tiền nguyên đan tuyệt phẩm hay không Liên tục trùng kích vài lần Phát hiện ra hiệu quả không lớn Trường huyền nhìn về phía mấy người trước mặt Tiền nguyên đan thượng phẩm Đối với hắn xung kích tiền quân đã chẳng có hiệu quả gì Muốn thành công Cần phải có dược vật cấp bậc cao hơn Càng tinh thuần hơn Ta ở chỗ này có hai viên Khôi hiểu tông chủ lấy ra một cái bình ngọc Loại dược vật cấp bậc đó Toàn bộ đại lục này cũng lại chẳng có bao nhiêu cho dù chính hắn cũng lại không quá nhiều. Vậy được, ta sẽ mượn trước dùng một chút. Đến trục tinh hải, ta sẽ trả lại cho người. Biết bây giờ muốn thành công, nhất định phải có đầy đủ lực lượng, tuyệt đối không thể nào bỏ giờ giữa chừng Trường huyền cũng không khách khí nữa, đưa tay nhận lấy bình ngọc, đồng thời nuốt xuống hai viên đan dược. Khổ hiểu tông chủ lại không nhịn được nhảy dựng. Cái loại cấp bậc như hắn đây, một cái viên tiên nguyên đan tuyệt phẩm đó cũng lại phải luyện hóa đến ba ngày trở lên. Đối phương chỉ là một chân tiên đỉnh phong Mở miệng ra nuốt luôn hai viên Người không có sợ chết Mọi người tập trung tinh thần Cắn răng một cái Đi vào trước mặt Trương Huyền Khôi hiểu tâm chủ phân phó Cứng rắn đột phá đến tiên quân như vậy Nguy hiểm cực kỳ lớn Nhất định phải có người thủ hộ Nếu như không một khi xuất hiện điều không may Hơi không cẩn thận một chút lại có khả năng tàu hòa nhập ma Đám người đại trưởng lão, hồng vũ trưởng lão đồng loạt vây quanh, vị này chính là hy vọng duy nhất của thất tinh lâu đột phá thành công cái gì trương huyền tông chủ trịnh dương tông chủ khẳng định không phải là đối thủ của hắn vậy cho nên có thể dốc hết toàn lực không người nào từ chối lực lượng của hai viên tiên nguyên đan tuyệt phẩm nổ tung ở trong người giống như hồng lưu tàn phá bừa bãi vừa rồi phá trứng đan chỉ là sông lớn mà nói như vậy giờ phút này đã thuế biến thành sóng biển lần nữa đánh tới phía đại môn tiên quân mỗi một lần xung kích trương huyền lại giống như tiếp cận với công kích miệng mũi chảy ra đầy máu liên tục vài lần môn hội tiên quân cũng lại không hề phá vỡ mà chính hắn thì đã trọng thương rất nặng đúng là sắp không kiên trì được lấy ra một bình ngọc uống hết nước tắm hổ lô hắn hơi khôi phục lại được một chút cắn răng thật chặt trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn sau đó có thêm một vài cái bình ngọc hiện ra vừa xuất hiện phía trước lập tức tỏa ra lực lượng mạnh mẽ đó chính là tinh huyết tiên quân đỉnh phong của võ sĩ thần điện chém giết bọn họ trước khi luyện chế vô hồn kim nhân sưu tập lại không ít máu thứ này ẩn chứa lực lượng của cường giả tiên quân đỉnh phong đối với hắn hiệu quả đúng là không kém tiên nguyên đan tuyệt phẩm quá nhiều bình ngọc nổ tung tình huyết hóa thành sương mù dọc theo huyệt đạo thẳng tắp quán thâu vào bên trong cơ thể làn da của trương huyền lập tức biến thành đỏ ao thân thể cũng đã xuất hiện sự khô quát thực sự giống như là do lực lượng quá mạnh không phải là do hắn hấp thu đối phương mà là đối phương đang muốn thôn phệ máu của hắn lông mày dương lên thiên đạo công pháp chân tiên cảnh vận chuyển nơi trong người tinh thần tập trung cao độ Trường huyền cố nén sự đau đớn kịch liệt toàn thân do bị xé nứt khống chế thủy chiều trong cơ thể lần nữa vào tới phía đại môn tiên quân dùng hợp rất nhiều lực lượng đại môn đó bắt đầu lai động tự hồ một chút chịu đựng không được người đã lai động vậy thì tốt Trường huyền thở ra còn mắt sáng lên tiếp tục khống chế lực lượng xung kích Bình cảnh tiên quân so với hắn tưởng tượng Thực sự là đáng sợ hơn rất nhiều Đổi lại là những cảnh giới khác Lực lượng cuồng bạo như vậy Nhẹ nhõm đã có thể đột phá Mà giờ khắc này liên tục xung kích nhiều lần Cũng không hề thành công Có thể thấy được sự chắc chắn Lần đầu tiên không thành công Đằng sau còn muốn đột phá Chắc chắn là khó khăn hơn nữa Mọi người cùng nhau ra tay Khôi hiểu tông chủ hét lớn một tiếng Bàn tay rũi ra còn một cỗ tiên lực tinh thuần dọc theo cánh tay lan vào bên trong cơ thể của trương huyền xung kích tiền quân cũng giống như là xung kích cổ thánh lần đầu tiên xung kích không có thành công vậy lần hai độ khó chắc chắn là tăng thêm kèm theo số lần càng nhiều khó khăn càng lúc càng lớn vị trước mắt này liên tục xung kích đến mấy lần không hề đột phá một khi các lực lượng ổn định xuống cho dù là muốn thành công chắc chắn chẳng còn khả năng vậy cho nên coi như tập hợp lực lượng của mọi người cũng phải để cho hắn thuận lợi đột phá đám người đại trưởng lão cũng vội vã vây quanh. Trần khí của bọn họ vừa tiến vào bên trong cơ thể đối phương, lập tức bị sóng biển thôn phệ, bao phủ chung một chỗ, hội tụ ra hồng lưu càng lớn. Đa tạ. Không nghĩ tới đám người không tiếc tiêu hao tu vi bản thân, cũng lại muốn giúp mình xung kích tiên quân. Trường Huyền siết chặt nắm đấm, khống chế hồng lưu, xung kích đại môn trước mặt. Lần nữa phát ra thanh âm, có mấy đại cao thủ trợ giúp, bình cảnh tiên quân dần dần dao động. Bất quá, lực lượng bên trong cơ thể quá mức trộn lẫn, thân thể cứ như là một đồ sứ, dần dần có một chút chịu đựng không được áp lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ ra. Lại liên tục sử dụng mấy bình nước tắm, sau đó tiếp tục xung kích. Không biết qua bao lâu, đầu tựa như là muốn nổ, có một cỗ lực lượng cường đại từ bên trong mi tâm không ngừng truyền vào bên trong cơ thể, khí tức của Trương Huyền trong nháy mắt bạo tăng. Đại môn tiên quân đã bị phá mở. Mượn phá trứng đan, tiên quân tình huyết tiền nguyên đan tuyệt phẩm lại còn thêm đám người khôi hiểu trợ giúp hắn rốt cục đã triệt để mở ra được tiền lực bên trong cơ thể trong nháy mắt tựa như sôi lên nước biến thành hơi nước phát sinh ra bay vọt về chất càng thêm tinh thuần càng thêm cường đại thân thể trọng thương bị tiền lực tinh thuần tầm bổ khôi phục mau chóng linh hồn cùng với thân thể cũng cấp tốc tăng trưởng tiền lực thực sự là tinh thuần cố lực lượng này chạy tới trong người Trương Huyền cảm giác ra được toàn thân đều là tinh lực, không hổ là cảnh giới khó đột phá nhất bên trong thượng thương, quả nhiên không hề tầm thường, so với chân tiên cảnh mạnh mẽ không biết là gấp bao nhiêu lần. Không có tiên nguyên đàn tuyệt phẩm, đành phải tiếp tục thôn phệ tinh huyết của tiên quân cảnh, liên tục mười mấy bình, lúc này lực lượng bên trong cơ thể mới vững chắc được xuống. Tuy rằng đột phá tiên quân đã tới tiên quân sơ kỳ, nhưng mà không có thiên đạo công pháp đối ứng, đằng sau không cách nào có thể tu luyện. Nhưng bất quá, dù rằng như vậy, sức chiến đấu cũng đã tăng mạnh nếu như cường giả tiên quân đỉnh phong trước đó bích viễn thành đánh lên hắn bây giờ xuất hiện lần nữa cho dù là không mượn lực lượng của tiểu hoàng cây chỉ lại dùng mỗi cây gáo vẫn có thể đập chết được sau khi tiểu hoàng cây phá xác cây gáo đó đúng là vô dụng tuy lại nhìn không ra cấp bậc đến tột cùng là cao bao nhiêu nhưng mà vẫn có thể đập chết được cường giả tiên quân đỉnh phong chắc chắn không hề thua đồng thường kiếm may mắn thành công tu vi lần nữa vừa được củng cố liền nghe thanh âm của khôi hiểu tông chủ khẩn trương vang lên ngẩng đầu nhìn qua ngay sau đó nhìn thấy mấy vị lão giả trợ giúp cho hắn khuôn mặt trắng bệch ra lực lượng trong cơ thể tiêu hao hầu như lại chẳng còn gì xin đào tạ khôi tông chủ cùng với chư vị trưởng lão trường huyền vội vã khom người nếu như không phải là bọn họ hào hiệp giúp đỡ dùng chân khí của mình mà phá tan huyền quan khả năng hiện tại vẫn như cũ chỉ là chân tiên cảnh đỉnh phong cách tiền quân cảnh chắc chắn là xa hơn nữa. Hắn đưa cho mỗi người một bình ngọc nước tắm. Các người mau chóng sử dụng đi. Đối với các người chắc là vẫn có trợ giúp. Tất cả mọi người là lực lượng hao tổn quá lớn, nhưng mà nước tắm của tiểu hoàng kê là vô cùng thần kỳ. Ngay cả thất tinh tiền thảo vẫn có thể giúp được, thì đối với bọn họ chắc chắn phải có tác dụng. Đám người này không hề từ chối, há miệng nuốt vào. Sắc mặt trắng nhợt quả nhiên đã mau chóng khôi phục lại. Cho dù là cực kỳ suy yếu, cấp tốc tiêu hao lực lượng của tiên lực, tôi ám thường cũng lại tốt đẹp như lúc ban đầu. Thuốc này là... Bình thuốc đó, hiệu quả đã vượt qua bọn họ nhận thức được. Đây là thuốc chế thương mà ta đặc biệt chế biến. Xuất hiện nguy hiểm, bị thương vẫn có thể dùng được. Trương Huyền lấy ra thêm vài bình, mỗi người hắn đưa cho một bình. Đám người này vì giúp hắn, không tiếc tiêu hao chân lực của bản thân, hắn tự nhiên cũng lại không thể nào keo kiệt đột phá thành công trương huyền tiếp tục ngồi xuống củng cố lại tu vi đám người kia cũng nuốt lại đủ những loại dược vật khác khôi phục lại tiêu hao trước đó ba ngày phi hành lực lượng của tất cả mọi người đã triệt để khôi phục lại trương huyền cũng đã triệt để củng cố lại tu vi tiên quân sơ kỳ sức chiến đấu cũng đã đại tăng ừ. đột phá tiên quân không có thiên kiếp sao thấy mọi người khôi phục Trường huyền thực sự là không hiểu nhìn qua. Danh sư đại lục, tu vi đột phá đến thánh vực bát trọng liền sẽ dẫn tới lôi đỉnh. Làm sao nơi này đột phá tiên quân mà không hề xuất hiện? Dì khí đại lục chính là địa phương thần linh vứt bỏ. Mặc dù đã không còn thần linh trần chính, nhưng vẫn cực kỳ cường đại. Tiên quân còn không cách nào có thể chạm tới thiên địa quy tắc, dẫn tới thiên địa đố kỵ. Từ đó, giáng xuống trừng phạt được. Trừ phi là người muốn xung kích thần linh trần chính, Khôi hiểu tông chủ nói xung kích thần linh nếu như chúng ta bị lưu đầy tự nhiên không có tư cách trở thành chân thần một khi muốn đột phá tất nhiên sẽ dẫn tới thần điện phản phệ cùng với thiên địa kiên kỵ giáng lâm vô số hảo kiếp lôi đình chỉ là cái đơn giản nhất thôi còn có thiên hỏa và thiên uy không ít nhân vật kinh tài tuyệt diễm muốn sùng kích cuối cùng lấy ngã xuống mà kết thúc Khôi hiểu tông chủ cười khổ lắc đầu. Vậy cho nên toàn bộ di khí đại lục mạnh nhất chỉ có ngụy thần thôi. Ngụy thần cũng chính là bán thần. Khoảng cách chân thần kém không biết bao xa. Hơn nữa, cho dù có là ngụy thần cũng lại cần phải có thần điện trợ giúp mới có thể hoàn thành. Chỉ bằng vào thiên phú cá nhân căn bản làm không được. Hết trường hết tập 422. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếp một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên đạo đối thư quán trên kênh MCNA, truyện audio tiên hiệp.